để nạp tiền vào game tôi đã lấy sạch tiền dành dụng của bố mẹ bạn gái không những không phản đối mà còn lấy hết tiền tiết kiệm cho tôi nạp chỉ vì ba ngày nữa game sẽ xuất hiện trong thực tế mọi thứ chỉ tồn tại trong game trước đây sẽ được phản ánh trong thực tế mà kiếp trước tôi bị bạn gái phản bội Chết trong trận lũ lụt sau khi tài sinh tôi không vội trả thù mà bà luôn công ty để đổi lấy tiền hiện tại điều quan trọng nhất là trước ngày tận thế trang bị cho nhân vật trong tài khoản mạnh nhất có thể cô ấy hét lên anh điên rồi à sao lại bán công ty đi anh có biết đó là tương lai của chúng ta không nếu anh không nói thật em sẽ chia tay với anh được lắm số tiền em lấy từ tôi ước tính cũng không dưới một tỷ vừa hay tôi đang cần tiền gấp hãy trả lại số tiền trong túi em đi hi hi cái công ty nhỏ đó không cần cũng được anh rút tiền ra là có một dự án tốt đấy chắc chắn có lãi tiếc là tiền rút từ công ty chỉ có 9 tỷ lợi nhuận cũng chỉ gấp 10 lần lợi nhuận chắc chắn gấp 10 lần tiêu nhu hoàn toàn sốc cô ấy rất hiểu trần hàm anh ấy tay trắng làm nên tạo ra công ty trị giá 9 tỷ chắc chắn là một tài năng kinh doanh trần hàm thực ra em cũng có chút tiền hay là cũng đem đi luôn dù sao chúng ta cũng sẽ cưới nhau thôi sau khi cưới đều là tài sản chung anh cứ lấy đi đầu tư đi vừa nãy còn nói chia tay giờ lại nói sẽ cưới sớm muộn gì tôi tin cô mới là lạ sau một hồi nói huyên thuyên tiêu nhu ông hy vọng tốt đẹp rời khỏi biệt thự để cô sống thêm ba ngày nữa sau đó tôi mở game bình minh tận thế đậu xanh của nhiên xứng danh là game hút máu một tiếng không ăn like đã có gói quà trở lại tôi thích thế lập tức nạp một tỷ mua hơn chục gói quà ưu ừ đãi lớn vip cũng lên tới cấp 10. mở khóa phúc lợi túi không gian vô hạn lúc này tôi phát hiện game có lỗi trong game kho đồ đã được số hóa trước thức ăn có thể tự do lấy ra đưa vào thực tế điều này có nghĩa là trước ngày tận thế có thể tích trữ thức ăn vào ba lô nhân vật như vậy không phải lo bị ẩu nhiễm sau tận thế phải biết thức ăn trong tận thế khan hiếm thế nào một là rau cũng có thể đổi được hoa khôi có ba lô vô hạn này sẽ không phải lo về vấn đề thức ăn nữa nói rồi tôi mở sàn giao dịch người chơi trong game tốn 80 triệu mua hết toàn bộ thức ăn trên sàn giao dịch không chỉ tích trữ thức ăn mà còn độc quyền thị trường thức ăn cả tận thế 80 triệu này chắc chỉ được 50 phần trăm lượng thức ăn trong game chỉ có vậy khó mà độc quyền cả thị trường thực phẩm xem ra còn phải tích trữ thêm thức ăn ngoài đời thực nửa tiếng sau trăm chiếc xe tải lớn chở đủ loại vật tư vào sân biệt thự ông chủ trần đồ ông yêu cầu đã được giao tới cứ dỡ xuống đây đi tôi không để ý đến họ đợi hàng dỡ xuống hết rồi từ từ cho vào ba lô lúc này trong game đã náo loạn đậu xanh đại gia nào mua hết thức ăn trên sàn giao dịch vậy không phải lỗi game chứ làm sao có thể là một người mua hết được phải cả tỷ vàng chứ còn một vấn đề nữa nhiều thức ăn như vậy đại gia có ba lô đủ chứa không vip 10 có ba lô vô hạn mà ừ xem bảng xếp hạng nạp tiền có người này không là biết ngay Vừa nói xong, vô số người mở bảng xếp hạng nạp tiền, đứng đầu chính là VIP 10, cũng là người duy nhất. Đậu xanh, đại gia này từ đâu ra vậy? VIP 10 cần nạp 1 tỷ đấy. Đây là con trai nhà giàu à? Không cần nói nữa, chắc chắn là người của công ty game, ai mà ngu nạp 1 tỷ chứ? Lúc này người chơi VIP 8 đứng thứ hai bất đào ông, rất hứng thú với kẻ mặc VC xuất hiện đột ngột. Sau đó tôi nhận được tin nhắn riêng từ bất đào ông, tôi không để ý đến đối phương. Ngay sau đó nhận được tin nhắn từ bạn bè, trải qua kết trước, tôi rất rõ ai là người ai là ma, tôi trả lời từng người, tin vừa gửi đi, đối phương im lặng không có gì bất ngờ tất cả đều bị từ chối chỉ có một người gọi điện đến bạn thân đào tử có chuyện gì nói rõ đi ngày mai tôi mang tiền đến tìm cậu được hẹn gặp ngày mai tôi và đào tử quen nhau ở trại mồ côi làm anh em nửa đời người trong tận thế cũng cùng nhau vượt qua chỉ là vì cứu tôi anh ấy bị con khốn tiêu nhu hại chất sớm ngay lúc này trần hàm anh điên rồi à nằm nhiều tiền vào game vớ vẩn thế đâu anh bị lừa đá à sao không bàn với em tiểu nhu à đây chính là dự án của anh đấy đây là dự án lợi nhuận gấp 10 lần anh nói à thế một tỷ của em đâu anh cũng nạp vào rồi à ừ anh tính toán rồi nếu thành công lần này chắc chắn sẽ thành tỷ phú thế giới đầu tiêu như như muốn nổ tung số tiền câu khó khăn làm mới để dành bị nạp hết vào game rồi trần hàm em không tham gia dự án này nữa anh mau trả lại một tỷ cho em đó là tiền mồ hôi nước mắt của em em không thể không có nó anh mau trả lại tiền cho em sao em không tin anh à? bình minh tận thế sắp xuất hiện trong thực tế anh đang tích chữ thức ăn trước là việc làm ăn chắc chắn có lãi chơi game đến mức hỏng não rồi à mau trả tiền lại cho em nếu mất tiền của em em sẽ kiện anh đấy còn hai ngày nữa đến ngày tận thế sáng sớm hôm sau tôi bị chung điện thoại đánh thức anh hàm em đang ở cổng nhà anh hàng hóa cũng mang đến rồi cứ vào đi giữa đồ ở vườn sau là được kiếp trước về cái chết của anh ấy tôi rất hối hận kiếp này nhất định phải bù đắp cho tốt hơn nữa đào tử nấu ăn rất giỏi sau này về ăn uống còn phải nhờ anh ấy anh hàm đồ đã chuẩn bị xong một nghìn tấn thịt bò một nghìn tấn thịt lợn còn có các loại thịt tươi hải sản các loại đồ ăn vặt khác em cũng mang đến rồi vất vả cho em rồi anh hàm anh có thể nói cho em biết chuyện gì không chuẩn bị nhiều đồ thế này cả đời cũng ăn không hết đào tử rất hiểu trần hàm anh ấy tuyệt đối không làm chuyện ngủ ngốc nhưng dù là bán công ty nạp game hay tích chữ thực phẩm chuỗi hành động này khiến đào tử hoang mang trong chốc lát khó giải thích cho em được, tối mai em sẽ biết. Hai ngày này ở lại đây chơi game với anh đi. Ngay lúc đó, bốn chiếc xe sang từ từ tiền đến. Nạp tiền vào game, tôi đã bàn ba của thận. Chỉ vì ba ngày nữa tận thế trong game sẽ xuất hiện ngoài đời. Mà kiếp trước tôi bị bạn gái phản bội, cho trong trận lũ lụt. Sau khi tái sinh tôi không vội trả thù mà cướp sạch tất cả vật tư của hắn để hắn trần như nhộng đón ngày tận thế. Còn hai ngày nữa đến tận thế. Lúc này ba người đàn ông bước xuống từ xe sang. chân hàm sa sầm mặt xuống kết trước chính bọn họ liên kết với tiêu nhu cướp đi tất cả vật tư của anh này trần hàm em em đang làm gì vậy tích chữ vật tư à tận thế rồi tích chữ vật tư làm gì hắn định ở nhà chơi game cả đời à họ cho rằng chân hàm chơi game đến hỏng não rồi anh hàm anh hàm lâu rồi không gặp kết trước để bảo vệ trần hàm cô ấy bị tiêu nhu tra tần đến trước nhờ đến những điều này chân hàm không khỏi nắm chặt tay tài sinh trở về nhất định phải báo thu chân hàm cậu thật sự khiến tôi thất vọng quá tôi vốn rất kỳ vọng vào cậu một tài năng trẻ không ngờ cậu bán công ty chỉ để chơi game cảnh này khiến trần hàm hơi khó chịu đây là người anh kính trọng nhất bình thường cũng giúp đỡ trần hàm rất nhiều cho đến ngày tận thế hy vọng mọi thứ sẽ rõ ràng Tiếp nhi chúng ta đi thôi bố ơi con muốn chơi với anh hàm một lúc bố về trước đi bán công ty gom tiền mặt và vật tư là vì tận thế sắp đến phải không ồ sao em biết ồ em đoán đúng rồi đúng là kịch bản trong tiểu thuyết vậy em có tin không em không tin cái gì tận thế không nhưng em tin anh Nói xem quý đen có bao nhiêu tiền. Một triệu, mười triệu, không không không. Anh đánh giá thấp em rồi, là một trăm triệu. Đúng là con gái của tỷ phú số một thành phố Giang Hải. Cô nương nạp hết vào game đi. Sau này em sẽ là người giàu thứ hai thế giới. Đinh Linh Tuyết không nói hai lời. Trực tiếp mở game. Kính chào người chơi vít 6. Lâu ly tiểu ngọt tâm. Bạn đã nạp một trăm triệu VC bạo đồ. Độ thân mật giữa lâu ly tiểu ngọt tâm và VC bạo đồ. Đạt đến mức sống chất có nhau. Kích hoạt thuộc tính đặc biệt. Đậu xanh, tiểu thư. Sao cô cũng điên theo hắn vậy? thôi kệ hắn muốn làm gì thì làm tay mình vẫn còn một số tài sản đủ cho hắn tiêu xài rồi trần hàm anh đứng lại cho tôi anh điên rồi à mua nhiều đồ thế này làm gì trần hàm mau trả lại tiền cho chị tôi hóa ra đi lâu như vậy là đi tìm người giúp đỡ trần hàm hôm nay không trả tiền tin không tôi đánh anh trần hàm sắc mặt lạnh lùng Trống mắt toát ra sát khí khiến tiêu tử hào run rẩy cái đồ vô dụng em trai còn mong nó dạy dỗ tôi trần hàm sao thế này anh ấy không phải luôn yêu tôi sao sao lại đối xử với tôi như vậy tiêu nhu cảm thấy người đàn ông trước mắt vô cùng xa lạ thậm chí còn có chút sợ hãi sau đó cô ấy chú ý đến linh tuyết bên cạnh trần hàm anh coi tôi là gì đã tìm ngay người phụ nữ khác rồi thì sao nào nói thật nhé em không có điểm nào bằng người ta cả anh các người tôi có thể chia tay với anh nhưng anh phải trả lại 100 triệu của tôi và phải bồi thường tôi 100 triệu phí hao mòn tuổi xuân được thôi ngày mùng một tháng sau đến lấy chị ơi xem hắn đồng ý nhanh quá đòi thêm đi ừ 100 triệu ít quá phải bồi thường tôi 200 triệu tôi cho cô 300 triệu vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt anh hàm anh em tiêu nhu kinh ngạc trợn tròn mắt tin đập thình thịch tôi biết cô là con gái tỷ phú số một giang hải nhân vật lớn như vậy chắc cũng không nuốt lời ngày mồng một tôi sẽ để lấy tiền cô chuẩn bị sẵn cho tôi lúc đi còn không quên châm chọc một câu hóa ra bán cả công ty là để leo lên cảnh cao tôi cứ tưởng trần hàm là thiên tài cao thượng gì tôi nhổ vào đứng lại cô dám đánh tôi đánh chính là cô đồ tiện nhân ai cho cô từ cách xúc phạm anh hàm của tôi tiêu nhu chưa từng chịu nhục nhã như vậy nhưng nghĩ đến thân phận của linh tuyết và 300 triệu sắp đến tay Cô ấy nhịn, nhớ 300 triệu cô hứa với tôi đấy. Hừ, tiểu thư này không quyền nợ đâu. Vừa định gọi cho bố xin tiền, thì bị Trần Hàm ngăn lại. Em thật sự muốn cho cô ta tiền à? Chứ sao nữa, đừng ngốc thế, dù từ tối mai tiền sẽ vô dụng, nhưng cũng không nên thỏa mãn ham muốn tinh thần của cô ta. Không chỉ vậy, anh còn muốn cô ta nếm trải sự tàn khốc của tận thế. Tiền và vật tư trong tài khoản cứ để đó. Đừng lãng phí vào việc nâng cấp nữa. Sau khi Linh Tuyết nạp 100 triệu, tiền trong tài khoản lại dư giả. Lập tức mua sạch toàn bộ thép trong sàn giao dịch vì anh muốn xây dựng pháo đài tận thế siêu cấp tiếp theo là vấn đề sức mạnh nhân vật lại nạp thêm 100 triệu vào game vip lên đến cấp 11. thử 100 viên đá linh năng đá linh năng là tài nguyên quan trọng để người chơi nâng cấp mà tỷ lệ rơi trong phó bản cực thấp chỉ có thể trông chờ vào đảm bảo 800 lần còn quay. một cách nữa là qua sàn giao dịch hiện trong đó chỉ có hơn 10.000 viên chân hàm mua luôn tất cả như vậy mới có thể trong giai đoạn đầu tận tạo thế. khoảng cách với người chơi khác chân hàm không định nâng cấp ngay hiện tại quan trọng nhất là tài nguyên chuẩn bị nạp tiếp lên vip 15 vì vip 15 sẽ kích hoạt nghề nghiệp ẩn cấp 3 ac mạnh mẽ kiếm tiền hoàn toàn không cùng đẳng cấp với chiến binh hiện tại ngay lúc này xong rồi chính cô tự dâng tới cửa anh ta định cướp sạch vật tư trong tài khoản tiêu nhu để cô ta trần như nhượng đối mặt với ngày tận thế Trần hàm cái ngốc này thật sự đem hết ra sản nạp vào game đúng là đồ ngu tiêu nhu mở bảng thông tin của vc bạo đồ thấy dòng chữ vip 11 vàng trói trên đầu chất tiệt nếu cho tôi thêm hai năm nữa những khoản tiền này đều là của tôi rồi ngay lúc đó giao diện chắc hiện lên một tin nhắn trần hàm tìm tôi làm gì chẳng lẽ anh ta vẫn chưa quên tôi không đúng vừa rồi thái độ anh ta không giả dối ơ chuyện gì vậy chúng ta đã cãi nhau rồi mà sao anh ta lại xin lỗi tôi chẳng lẽ trần hàm để theo đuổi cô nàng xinh đẹp giàu có giả dạ vờ chia tay với tôi giờ dạ xin lỗi vì muốn giải thích với tôi nếu là như vậy thì tôi chẳng phải vẫn có thể ở bên trần hàm sao tuy chuyển sang yêu đương bí mật nhưng tôi vẫn có thể hút tiền mà linh tuyết nuôi trần hàm trần hàm nuôi tôi vậy vừa rồi trần hàm chẳng phải đang diễn sao anh ấy vẫn còn yêu tôi nhưng trước mặt linh tuyết cô nàng xinh đẹp giàu có buộc phải tỏ ra ghét bỏ nghĩ đến đây tiêu nhu vui vẻ cười lớn không cần giải thích em hiểu tấm lòng tốt của anh cố lên yêu anh trần hàm nhìn thấy tin nhắn này cười đến nỗi không thể che miệng anh quá hiểu tiêu nhu rồi chỉ một câu xin lỗi con bé này sẽ tưởng tượng vô hạn tìm mọi cách để gần gũi mình lại tôi sẽ cho cô một chút hy vọng rồi sau đó đẩy cô xuống vực sâu hay 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 của nhiên vẫn là anh hiểu em sau này tiền tiêu vật tăng gấp đôi nhé cảm ơn chồng yêu yêu anh mama ngay khi tiêu nhu trả lời hoàn toàn không nhận ra messi bạo đồ đã ở phía sau tiểu ôn nhu trong tình trạng không phòng bị bị một đao hạ gục chưa kịp phản ứng vật tư đã bị cướp sạch ngay cả một miếng bánh mì cũng không còn đồ khốn kiếp dám đánh lén tại em mải nói chuyện với anh quên mất mình đang ở ngoài hoàng dã em bị đánh chót rồi mất hết vật tư rồi ai đánh em vậy anh đi tìm nó báo thu tin gì nữa chẳng biết chạy đi đâu rồi cũng không thấy ai đi đối phương chỉ tiếc là vật tư trên người em bị cướp sạch rồi anh nạp nhiều tiền thế không bồi thường cho em à hê hey hê hey, cắn câu rồi mật khẩu phòng khu an toàn của em là gì anh gửi cho em ít vật tư một bất ngờ lớn đấy nhìn thấy tin nhắn này Tiêu Nhu cũng không để ý, tuy cô ấy tích chữ không ít vật tư, nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi. Sau khi gửi mật khẩu, cô ấy liền thoát game. Trần Hàm cười lạnh trong lòng, xác nhận Tiêu Nhu đã overlap, liền đến căn phòng riêng của cô ấy. Ôi cha, xem ra con mụ này lừa không ít tiền, lại tích chữ nhiều vật tư thế này, chỉ riêng vàng đã có mấy triệu, còn có cả trang bị cao cấp này nữa. Trần Hàm không chút do dự, cho tất cả vật tư trong phòng vào ba lô của mình, ngay cả cái diều cấp thấp nhất cũng không để lại. Đợi đến ngày tận thế, Tiêu Nhu với tâm trạng vừa lo lắng vừa hồi hộp vào căn phòng nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không biết sẽ có biểu cảm gì. Còn bây giờ nên làm việc chính đây. Tôi vốn là kẻ nghèo rất mùng tơi, nhưng lại nạp một tỷ vào game, ngay cả tiền dành dụng của bố mẹ cũng không tha. Bạn gái không những không phản đối, còn lấy hết tiền tiết kiệm cho tôi nạp. Vì một ngày sau game sẽ xuất hiện trong thực tế, lúc đó mọi thứ trong game sẽ phản ánh ra ngoài đời. Mà muốn sống sót, thì phải liên tục nạp tiền nâng cấp. Tuy điều này hơi tốn kém một chút, nhưng tôi vẫn nạp đến vip 15. Một loạt phần thưởng khiến trái tim bé nhỏ của tôi hồi hộp muốn nhảy ra ngoài. Đây đều là vũ khí chuyên dụng để đánh phó bản, tuyệt đối là thần khí để phong quái. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là bản vẽ kiếm tiền đó. Nếu là kết trước, dù có bản vẽ cũng không thể chế tạo ra được vì nguyên liệu tổng hợp cần thiết quá khủng khiếp hoàn toàn không thể gom đủ nhưng bây giờ khác rồi tôi có rất nhiều tiền nhưng quan trọng nhất của vít 15 là mở khóa nghề ẩn kiếm tiên thuộc tính của nó còn kinh khủng hơn kiếm tiên có sẵn ba kỹ năng nhưng hiện tại đều là cấp địa rác rưởi hoàn toàn không có sát thương sau đó tôi mở sàn giao dịch trực tiếp mua hết hơn 50.000 vé nâng cấp kỹ năng học phòng nâng cấp kiếm thứ một cách kiếm thứ nâng cấp thành công thăng cấp lên bay ac vạn kiếm quy tông sử dụng kỹ năng này sẽ tiêu hao một điểm linh năng phát động một lần sát thương chín điểm Tấn công nhóm kéo dài 3 giây. Kiếm khí kèm theo hiệu ứng hủy diệt. Gây sát thương đập vỡ không đều đối với mọi mục tiêu. Tiêu hao linh năng này cũng quá kinh khủng. Hiện tại tôi cấp 43 cũng chỉ có 10.000 linh năng, nghĩa là dùng 10 lần là hết. Xem ra không thể nâng tất cả kỹ năng lên tối đa, nếu không linh năng sẽ không đủ dùng. Sau đó lại nâng cấp bạt kiếm chảm. Bạt kiếm chảm nâng cấp thành công. Thăng cấp lên 3C, chảm thiên bạt kiếm thuật. Sử dụng kỹ năng này sẽ tiêu hao 1.000 điểm linh năng. Một kiếm chém rách không gian. Bỏ qua phòng thủ địch gây sát thương chém cũng có thể dùng không gian bị xé rách để chặn đòn tấn công của địch ngay kiếm tiên này của thực kinh khủng giờ đã có kỹ năng tấn công và phòng thủ nếu tôi vào phó bản một kiếm giết chết baxi si không biết những người chơi khác sẽ phản ứng thế nào tranh thủ còn thời gian tôi chuẩn bị chế tạo kiếm tiên trước nhưng nguyên liệu cần toàn là đồ hiếm vì tỷ lệ rơi khi đánh quái rất thấp nên nguyên liệu đều đặc biệt đắt chỉ riêng nguyên liệu chế tạo kiếm tiên sơ cấp đã có giá trị hàng chục triệu rồi may mà hiện tại trong bình minh tận thế vẫn chưa có một vũ khí màu cam nào phần lớn nguyên liệu phụ đều có thể mua ở sàn giao dịch nhưng chỉ có một loại nguyên liệu chính là kim cương thiên thạch cực kỳ hiếm hiện tại chỉ có thể rơi ra trong phó bản nhiều người cấp 50 cơ máy kinh hoàng này nhưng bây giờ ngay cả bất đảo ông đứng đầu bằng sức mạnh cũng không thể vượt qua yêu cầu vượt qua không phải là tiêu diệt ba si cuối cùng mà là cần sống sót trong nửa giờ yêu cầu tưởng đơn giản này lại làm khó tất cả người chơi sau đó tôi liền vào phó bản lúc này trong khu vực trời đã có hàng trăm người chơi vì là phó bản cao cấp Sambi ở đây đều cấp 50, không chỉ sức mạnh rất cao mà tốc độ cũng cực nhanh, lập tức lao về phía người chơi. Một người chơi súng pháo nam ra tay trước, giơ hai tay lên, một phát đạn bắn bay Sambi phía trước, thanh máu giảm ngay một nửa. Tuy không giết chết, nhưng sát thương đã khiến người chơi khác kinh ngạc. Không ngờ gã này lại là súng pháo sĩ cấp A. Đại thần ơi, xin dẫn em vượt ải. Đại thần xin dẫn em, dẫn em vượt ải đi. Lợi hại chứ, lát nữa các cậu cứ theo tôi. Tôi sẽ dẫn các cậu vượt ải. Nhìn thấy cảnh này, tôi khẽ nhếch mép cười. Tôi bắt đầu đây. Mắt đã chém chết hơn chục zombie. Đậu xanh, đậu xanh, đây là đại thần nào vậy? Giết chết ngay lập tức, toàn giết chết ngay. Anh ta là nghề gì vậy? Chắc chắn là nghề cấp AC và còn không phải dạng vừa. Gà súng pháo sư vừa nãy còn đang tự đắc, lúc này cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Tôi tấn công hết sức, mới gây được hơn 3000 sát thương, anh ta chỉ dùng đòn bình thường đã gây hơn 7000. So với anh ta, tôi chỉ là gà mờ thôi. Tôi cũng khá bất ngờ. Đây chính là sự kinh khủng của nghề ẩn sao? Anh ơi, cho em theo với. Lúc này họ dường như thấy hy vọng vượt ải, đều xuống lại gần. Nếu là bình thường, tôi còn giúp đỡ vài người. Nhưng tận thế sắp đến, không còn tình nghĩa gì để nói. Hơn nữa phần thưởng của phó bản này quá phong phú. Tôi không muốn vì thế mà tạo ra kẻ thù đáng sợ trong tương lai. Tôi không để ý đến họ, tiếp tục đi giết quái. Sau khi hoàn thành số lượng giết, một tiếng cưa máy chói tai vang lên. Ba si lớn xuất hiện ở đó. Vô số con số cho thấy người cưa máy là tồn tại bất khả chiến bại. Tôi khẽ nhếch mép cười. Không biết một đòn này có thể giải quyết nó không. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào tôi. Này đại ca, hay chúng ta hợp tác đi? để nạp tiền vào game tôi đã lấy sạch tiền dành dụng của bố mẹ chỉ vì một ngày nữa game sẽ xuất hiện trong thực tế mọi thứ trong game sẽ phản ánh ra ngoài đời mà tôi đã mở khóa nghề ẩn kiếm tiền trước nhưng khi đơn đầu Basi lại bị người ta chế giễu đại ca hay chúng ta hợp tác đi tôi giúp anh kéo hận thù dụ Basi đi sau khi vượt ai rồi đổi lại anh giúp tôi tôi cũng tham gia tuy anh rất mạnh nhưng chỉ dựa vào một mình không thể tránh khỏi sự truy đuổi của người cơ máy đâu đại ca hợp tác đi chúng tôi dù có hy sinh cũng sẽ giúp anh kéo dài thời gian nếu không anh chắc chắn sẽ chết. trần hàm chỉ mỉm cười nhẹ xin lỗi mọi người tôi nghĩ mình có thể vượt ai một mình thấy tư thế của trần hàm mọi người sững sơ đậu xanh còn muốn đối đầu à không thấy phòng thủ bá thể của người cưa máy sao hắn là bất khả chiến bại xong rồi anh này chắc bị em trai cấp tiểu học chiếm tài khoản rồi nếu không ai lại làm chuyện ngu ngốc thế mọi người đều cho rằng người cưa máy không thể đánh bại muốn vượt ai chỉ có thể kéo dài thời gian nhưng trần hàm lại không cho là vậy anh hàm anh muốn đơn đấu người cưa máy à anh điên rồi sao đòn tấn công của anh không gây sát thương cho hắn được đâu nếu là trước đây thì đúng là không đánh lại nhưng bây giờ chưa chắc phòng thủ bá thể thôi mà bỏ qua là xong người chơi VC bạo đồ hoàn thành phó bản cơ máy kinh hoàng. Phần thưởng có thể nhận tại thành phố. Cùng với giọng nói của hệ thống, Trần Hàm đã trở về khu an toàn, còn mọi người đều sững sờ tại chỗ. Đậu xanh, đại ca đã giết chết người cơ máy, giết chết ngay lập tức luôn, đòn vừa rồi gây gần 100.000 sát thương. Anh Hàm, anh giỏi quá. Cái này có gì đâu, đợi đến ngày tận thế, anh sẽ cho em nếm thử một kiếm, để em cảm nhận thế nào là mạnh mẽ. Mặt Linh thiết lập tức đỏ bừng. Anh nói thế ngại quá. Cô ấy hào hứng chạy sang một bên, gọi điện cho bố Linh Phong. Bố ơi, chuyển cho con 200 triệu đừng hỏi lý do hỏi thì bảo là tiền xính lễ chẳng mấy chốc tài khoản của trần hàm hiện thông báo nạp tiền trần hàm ngẩn người trong lòng thoáng qua chút ấm áp quay đầu nhìn lại thân hình nóng bỏng đó hít sâu một hơi sau này còn nhiều thời gian giờ làm việc chính đã sau đó điều khiển vc bạo đồ nhận phần thưởng phó bản vừa tải thành công nhận thưởng kim cương thiên thạch năm nghìn vàng người chơi lần đầu vượt ải thưởng thêm súng lục đi sắt y gân vàng không ngờ còn có phần thưởng lần đầu đi sắt y gân vàng này thuộc hàng vũ khí sưu tầm rồi được vô số người chơi săn đón nếu bán đi ước tính ít nhất trị giá 800 000 tiền mặt tạm thời không quan tâm giờ mới có một kim cương thiên thạch phải tăng tốc phong cho ra thêm lại vào phó bản một ba sĩ si đầu đội đi riêng đang đuổi theo một người chơi đại ca cứu mạng cho ba sĩ si của tôi một đòn tôi cho anh một triệu vàng anh ơi tôi nữa tôi cũng có thể cho một triệu vàng trần hàm không để ý chưa đầy 3 phút đã hoàn thành nhiệm vụ biến mất khỏi phó bản thấy cảnh này tất cả người chơi trong khu vực lại một phen kinh ngạc quá bá đạo rồi gã này chắc chắn là người của công ty thấy y của hắn chưa quay về báo cáo hắn đi tôi có để ý hình như tên là vc bạo đồ VC bạo đồ, nghe hơi quen. Đậu xanh, VC bạo đồ chẳng phải là nhân vật nổi tiếng gần đây sao? Người chơi VIP 15 gì nhất? Vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt. Trong lúc Trần Hàm càn quét phó bản, kênh thế giới cũng hiện thông tin vượt ải của anh. Ani VC bạo đồ được hàng trăm triệu người chú ý. Họ đều rất muốn biết, rốt cuộc là thần thánh phương nào đã nạp hơn một tỷ vào game khi vào phó bản lần nữa. Đại ca đừng đi. Đại ca, anh đến rồi. Đại ca, em có thể làm đàn em của anh không? Cảnh này bị người chơi khác thấy, họ không nhịn được cười nhạo. Thôi đi cậu. Đại ca VC sao lại để ý đến cậu? Đúng là một con trò liếm. Đại ca VC mà giúp cậu vượt ải, tôi đứng ngược ăn cứt. Đối với lời trẻ diễu của mọi người, anh ta không để tâm, anh ta không phải muốn xin được dẫn vượt ải, mà thực sự có chuyện muốn bàn. Chẳng bao lâu sau Trần Hàm lại vào phó bản, cũng là lần cuối cùng phân xong, nguyên liệu cho thanh kiếm tiên này đã đủ. Anh ơi em thật sự có chuyện muốn bàn, ra ngoài đi, có thể kết bạn không ạ? Trần Hàm thực sự bị làm cho ngớ người, nhìn kỹ đi này. Ký ức kết trước của về. Hóa ra là gã này, lúc này Si đã đuổi kịp, chém về phía anh ta, nhưng anh ta lại không có ý định né tránh vẫn ôm chặt chân trần hàm anh ta điên rồi à anh ta nghĩ làm vậy sẽ khiến đại ca vc giúp anh ta vượt ải sao thật ngốc nhưng ngay lúc sau chân hàm phát động trảm thiên bạt kiếm thuật giết chết bác sĩ si ngay lập tức ra tay rồi đại ca vc đã ra tay anh ấy thực sự bị sự chân thành của súng pháo sư lay động ra ngoài tìm tôi đi lúc này trong biệt thự sang trọng một cậu bé mập mạp hào hứng nhảy cẫng lên trên giường Ôi à, bố không lừa con vội vàng nhắn tin riêng cho vc bạo đồ Trần hàm thấy tin nhắn này liền bật cười kiếp trước anh từng giao thiệp với cậu nhóc này thằng bé này chỉ là một cậu ấm mười tuổi Trần Hàm suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Sau đó Trần Hàm điều khiển nhân vật đến trước một NPC tên là Lão Đầu Tương. Anh muốn chế tạo kiếm tiên. Của nhiên vẫn còn tặng quà, xác nhận tặng Lão Đầu Tương 5 triệu vàng. Tặng quà thành công, chúc mừng bạn đã đạt độ thân thiết với Lão Đầu Tương. Bạn thân kích hoạt phúc lợi ẩn. Tỷ lệ chế tạo thành công tăng lên 80%. Đây là thông tin anh biết từ kiếp trước. Không ngờ thực sự có thể chế tạo, sau khi tỷ lệ thành công tăng, kiếm tiên nhanh chóng được chế tạo, và khi game xuất hiện trong thực tế, lúc đó NPC trong game sẽ trở thành người thật. Lúc này thân thiết với NPC sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Tiếp theo Trần Hàm tiếp tục thăm các NPC, bác sĩ xinh đẹp ái lệ, chủ quán rượu khải lệ, chủ nhà hàng lão tống, lính gác thành, lão mặc bán cá, anh mạnh cửa hàng trang bị. Chuyến đi này tốn cả trăm triệu vàng, Trần Hàm không chỉ không tiếc, mà còn rất vui vì những NPC bạn bè này. Công dụng của họ không thể tưởng tượng được. Đến điểm cuối cùng, một cô gái mặc váy dài đứng yên lặng nhìn xa xăm, dường như đang nhìn ra ngoài nơi chủ ẩn. Kia trước Trần Hàm từng thấy cô gái kỳ lạ này từ xa, lần đầu gặp đã kinh ngạc vì vẻ đẹp. Tôi không hiểu nhiều về cô, nhưng Trần Hàm tuyệt đối không dám coi thường. Vì mọi thứ sau này không đơn giản như vậy. Tôi vốn là kẻ nghèo rất mồng tơ nhưng lại nạp một tỷ vào game, ngay cả tiền tiết kiệm của bố mẹ cũng không tha. Bạn gái không những không phản đối, còn lấy hết tiền tiết kiệm cho tôi nạp chỉ vì một ngày sau, game sẽ xuất hiện trong thực tế, mọi thứ trong game sẽ phản ánh ra ngoài đời. Mà kiếp trước tôi bị bạn gái hại, sau khi tái sinh tôi lại không vội trả thù. Ngay lúc đó, một thông báo của công ty game khiến tất cả người chơi rơi vào hoảng loạn. Tuy nhiều người không tin, nhưng cũng có nhiều người chơi cùng nhiệt chuẩn bị nạp tiền khi đăng nhập game lại khiến mọi người kinh ngạc kênh nạp tiền đã đóng tin này khiến không ít người tin thêm vài phần anh hàm ơi tận thế là thật sao nhớ lại hành động gần đây của trần hàm anh cảm thấy có 80% mươi phần trăm là thật theo anh sau đó đến trước đống thức ăn trần hàm vung tay thức ăn lập tức biến mất cảnh này khiến lâm tiết và đào tử ngay người độ xanh đảo thuật à anh hàm làm thế nào vậy chỉ là cho vào túi đồ thôi khi game xuất hiện các em đều làm được tận thế giống như trong game vậy sao nhờ đến sambi trong game Đào Tử không khỏi dùng mình, còn Linh Tuyết không chỉ không lo lắng mà còn có chút hào hứng, cô tin Trần Hàm sẽ bảo vệ cô tốt tiểu tuyết. Ngày mai em đón chú qua đây, sau này chúng ta sẽ xây một pháo đài tận thế ở đây. Vâng ạ, à, thả lòng tâm trạng, chuẩn bị đón tận thế. Đồng thời, thông báo của game lan truyền khắp thế giới, các cơ quan chính phủ liên tục đưa ra thông báo làm rõ. Nhưng lạ thay, game này không những không bị cấm mà còn treo đồng hồ đếm ngược trên kênh chat thế giới, như thần chết đang giáng xuống. Điều gây sốc hơn là Trần Hàm lại ra tay. Mua sạch một loạt trang bị tân thủ cấp 9, độ xanh, đại ca VC có ý gì vậy? Anh ta đang âm mưu gì lớn à? Vấn đề là, anh ta mua nhiều trang bị tân thủ vậy cũng vô dụng mà. Qua cấp 10 là không dùng được nữa, toàn đồ rác cả. Chỉ nửa tiếng là tôi lên được cấp 10 rồi, qua giai đoạn tân thủ. Ai còn dùng mấy thứ phế phẩm này? Vì vậy, nhiều người chơi cho rằng Trần Hàm là người của công ty. Mục đích là để thu hút sự chú ý cho game cũng có không ít người nhắn tin riêng cho VC bạo đồ chửi bới hành động của anh nhưng Trần Hàm chỉ thấy buồn cười đợi đến ngày tận thế cấp độ reset về một không có trang bị cấp thấp xem các người lấy gì đối phó tận thế thôi dù sao tôi đã vô địch rồi các người tùy ý đi lúc này ba ông trùm thành phố giang hải cũng chú ý đến hành động của trần hàm các ông nói xem bình minh tận thế không lẽ thật sự sẽ xuất hiện ngoài đời sao lao lý chuyện ma quỷ thế mà ông cũng tin nhưng hành động của thằng trần hàm đó đúng là rất đáng ngờ đừng nhìn nó còn trẻ kinh doanh ba năm đã làm công ty phát lên như diều gặp gió thậm chí còn có thể lay động địa vị của chúng ta nó có thật sự mua đến mức bán công ty rồi nạp hết tiền vào game không nghe vậy hà đông phát và lữ bất phàm yếu mày trước đây họ ba người đã muốn đánh gục trần hàm cho đến khi mua lại được công ty của anh. Mới thôi không đề phòng nữa, thằng nhóc này của thật không tầm thường. Phân tích kỹ, hành động của nó đúng là rất đáng ngờ. Chẳng lẽ nó biết tận thế sắp đến? Hay là chúng ta đi hỏi nó xem? Ông hỏi à? Nó sẽ nói cho ông biết sao? Chỉ là một trò chơi thôi mà, làm sao có thể đảo lộn thế giới được? Nhưng nói thật, tôi thực sự muốn tận thế đến đấy. Hả? Tại sao? Các ông đừng quên, chúng ta đều là game thủ kỳ cựu, một thân trang bị tím, lại là người chơi cấp A, có thực lực này, sợ gì tận thế, biết đâu còn có thể đại triển hùng tâm trong tận thế nữa. Đúng vậy, tận thế thì sao? Chúng ta vẫn là người trên người ha ha ha. Tin đồn tận thế tiếp tục lan rộng, Tiêu Nhu cũng nghe được tin, cô chợt nhớ ra, dự án lợi nhuận gấp 10 lần mà Trần Hàm nói với cô. Phát tài rồi, phát tài rồi. Nếu tận thế thật sự đến. Trần Hàm hành động lớn như vậy, chắc chắn không chỉ kiếm được 100 triệu, vậy tôi chẳng phải lập tức kiếm được một tỷ sao? Không, với tính cách của gã đó, tuyệt đối không chỉ đơn giản kiếm gấp 10 lần, tôi phải lấy ít nhất 5 tỷ. Không đúng, Trần Hàm yêu tôi như vậy, tiền của anh ta đều là của tôi. Nghĩ đến đây, cô vội vàng nhắn tin cho Trần Hàm he he. Cắn câu rồi, không cần đến. Tối nay 12 giờ đến khách sạn Kim Hạng đợi tôi, có bất ngờ. Nhận được trả lời, Tiêu Nhu cảm thấy cả người như đang bay bổng, cô chẳng quan tâm gì đến tận thế không tận thế. Miễn là có tiền, trời sập xuống cũng chẳng sao, còn 6 tiếng nữa đến ngày tận thế. Trần Hàm lái xe đến khách sạn Bạch Kim Hà. Nếu không có gì bất ngờ, ở đó sẽ xuất hiện hòng không vận đầu tiên của tận thế. Sau đó anh lên tầng thượng, nhìn thành phố đèn hoa rực rỡ, không khỏi thở dài, lại phải quay về thế giới tận thế đó rồi. Nhưng không sao, lần này đã chuẩn bị nhiều như vậy, trong tận thế sẽ dễ dàng vô cùng. Lúc này điện thoại của Trần Hàm liên tục đổ chuông. Nhưng anh không để ý, toàn là tin nhắn từ tiêu nhu nhìn thấy những tin nhắn này trần hàm cười lạnh con đào mỏ này đến giờ vẫn còn nghĩ đến tiền đừng vội tôi còn việc phải làm nhớ kỹ sau 12 giờ đừng ăn gì anh không muốn tiêu nhu vì ăn phải đồ nhiễm độc mà biến thành zombie. như vậy cũng quá dễ dàng cho cô ta nhanh chóng đến 23 mươi giờ năm mươi phút chỉ còn một phút nữa là đến tận thế những kẻ hay giết người đều biết dao chặt xương tốt hơn dao gọt củ cải chỉ cần một nhát là có thể gây trước nhưng người. sau hàng trăm nhát hắn vẫn không hề hấn gì thậm chí còn khỏe mạnh hơn khi mọi người tuyệt vọng tôi cầm dao gọt củ cải chậm rãi bước đến một nhát một mạng như chén dưa thái ca, vì tận thế trong game xuất hiện ngoài đời thực, con người sẽ kế thừa mọi dữ liệu trong game, nhưng cấp độ sẽ bị đặt lại về cấp 1, ban đầu không thể dùng trang bị cao cấp, vũ khí ngoài đời thực càng không gây sát thương. Là người tái sinh, tôi đã mua sạch mọi trang bị cấp thấp trong game. Nhưng bị người ta chế giễu là kẻ ngốc. Con bảo toàn là đồ bỏ đi. Tuy nhiên khi họ nhận ra vấn đề nghiêm trọng, mặt mọi người đều tối sầm, đại gia mặc vc xin bán cho tôi một món trang bị tân thủ, tôi đang bị kẻ trong nhà vệ sinh, không dám ra ngoài, đại gia, tôi cũng cần trang bị tân thủ tôi đang bị zombie vây ở nhà hàng thảm họa trước mắt mà anh lại tích chữ vật tư lương tâm không đau sao tên con đồ mặc vc thật vô nhân tính giám đốc quyền thị trường trang bị quả thực không phải con người tôi khuyên anh nên thả trang bị ra ngay nhìn thấy những lời này trần hàm cười lạnh trong lòng đều bỏ qua rồi mà còn nói với tôi về lương tâm đạo đức thật buồn cười nói xong tôi tiếp tục chém giết zombie sau khi giết chết chúng hệ thống thông báo chúc mừng người chơi lên cấp 2. thuộc tính tăng nhận được tăng cường trang bị cứ thế này muốn lên cấp 10 để chuyển nghề ước tính phải giết thêm hơn 100 trăm nữa xem ra phải tăng tốc rồi ngay lúc đó, phía trên zombie vừa bị giết, bỗng rơi ra một phần tôm hùm, đây là thức ăn nó ăn khi còn sống, sau khi chết sẽ rơi ra dưới dạng vật phẩm game, đây cũng là cách duy nhất người chơi có thể kiếm thức ăn. Sau đó tôi lần lượt thu thập thức ăn rơi ra, đều cho vào giỏ đồ, tất nhiên tôi sẽ không ăn, nhưng có thể bán, về sau rất đắt hàng. Đồng thời, cũng có người nhắm vào thanh đao trong tay tôi, họ đều là người chơi cũ, nhận ra ngay đó là vũ khí tím, có nó. Sẽ có khả năng tự vệ, thậm chí có thể cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Anh trai, chuyện gì vậy, anh ta có vẻ có đồ bảo hộ chết rồi chúng ta đụng phải tảng đá rồi mau chạy đi hừ người không tạ người đã vậy các ngươi này sinh ý đồ xấu đều có thể nhẫn nhịn và không thể nhẫn nhịn thật không hổ danh là ghen thủ lâu năm những thức ăn và nguyên liệu trang bị này chắc cũng nạp không ít tiền nếu không tham lam sau này sẽ sống tốt đáng tiếc thay tôi nhìn qua thời gian thả hàng sắp đến rồi lúc này tiêu nhu lại gọi điện đến Trần ham anh đang ở đâu vậy tận thế đã đến rồi em thấy bên ngoài có rất nhiều zombie, em sợ lắm Kết trước Tiêu Nhu dưới sự chăm sóc của tôi mới có thể sống sót trong tận thế. Kết này nhất định phải để cô ta nếm trải sự tàn khốc của tận thế. Trần Hàm, anh mau đến đi. Em thật sự rất sợ đó. Đừng vội, sau này có nhiều thứ để em vội. Tôi muốn để cô ta tuyệt vọng trong hy vọng, rồi lại càng tuyệt vọng hơn trong tuyệt vọng. Có thể cúp máy rồi. Tiêu Nhu tức giận nói. Nổi điên tại chỗ. Trần Hàm, anh dám cúp máy của em. Anh xong rồi, em thực sự giận rồi đấy. Không có một tỷ thì đừng hòng dỗ được Tuy em. Tuy nhiên cô ta không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lo lắng gì về cuộc khủng hoảng zombie bên ngoài. Sau đó tôi đi về phía sân thượng nhưng phát hiện cửa sân thượng bị khóa từ bên trong. Tôi lập tức nhớ lại người nhận được thả hàng kiếp trước. Tôi chém một nhát, cả cánh cửa sắt vỡ tan. Sau đó ba cô gái hoảng sợ nhìn qua và tôi đều biết cả ba người này đứng đầu là Thẩm Nguyệt, hai người còn lại là chị em sinh đôi Hạ Xuân và Hạ Thu. Kiếp trước tôi từng gặp họ, mới vô tình biết thả hàng sẽ rơi ở đây. Tôi không để ý đến họ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, của nhiên có một hộp thả hàng đang từ từ hạ xuống. Thấy mục tiêu của tôi là thả hàng, Thẩm Nguyệt sắc mặt ba người thay đổi liên tục. "Chị Nguyệt, thả hàng của chúng ta." "Thôi đi, chúng ta không đấu lại anh ta đâu." Thẩm Nguyệt là người thông minh, cô ấy nhìn ra ngay. Tôi không phải dễ đối phó. Khi thả hàng rơi xuống, một làn khói đỏ đậm bay ra. Mục đích là để nhiều người chơi phát hiện vị trí thả hàng, đồng thời cũng sẽ thu hút zombie. Tôi lập tức mở thả hàng, thấy hai món trang bị cam này, tôi vô cùng phấn khích. Vì bộ trang bị tân thủ màu cam này là bộ trang bị cam duy nhất giai đoạn đầu. 500 điểm phòng thủ. Ở giai đoạn đầu là bất khả chiến bại. Tôi trực tiếp mặc trang bị cam vào, sau đó mọi thứ trong hộp thả hàng đều bung ra. Điều bất ngờ là còn có một cây cung tím và ba thẻ nghề nghiệp thẩm nguyệt và hai người kia nhìn mà mắt sáng rực đặc biệt là bộ trang bị cam đó quả thực là cám dỗ chất người những thứ này vốn thuộc về họ chỉ tiếc là bị cướp mất chọc cũng không dám chọc khi họ định lẻn đi tôi gọi họ lại đứng lại cho tôi tận thế trong game xuất hiện ngoài đời thực mọi thứ trong game sẽ phản ánh ra ngoài đời và tôi dựa vào ký ức kiếp trước cướp cả hộp thả hàng lại mở ra được trang bị cam và nhiều vật tư khi thẩm nguyệt ba người định lẻn đi tôi gọi họ lại đứng lại cho tôi ba người cảnh giác nhìn tôi anh còn muốn làm gì nữa chúng tôi đã nhường hết thả hàng cho anh rồi thấy vậy tôi chỉ thấy buồn cười các cô coi tôi là kẻ biến thái à yên tâm đi tôi không hứng thú với các cô đâu trong này có ít thức ăn và ba tấm thẻ nghề nghiệp các cô cầm đi đi kiếp trước tôi hợp tác với thẩm nguyệt khá vui vẻ cũng coi như có chút giao tình nếu mang hết mọi thứ đi họ sẽ rất khó sống sót những thứ này thật sự cho chúng tôi sao lại đây lấy đi cảm ơn anh mau rời khỏi đây thôi không đi sẽ không kịp đâu chúng tôi có thể đi theo anh không trong tận thế tôi sẽ không ngốc đến mức dẫn theo mấy người lạ xin lỗi tôi không thể giúp các cô vậy có thể kết bạn không có lẽ chúng ta sẽ gặp lại sau này thẩm nguyệt nhìn thấy an của tôi cả người đứng sững tại chỗ anh ta là ai vậy chị biết à các em đều biết mà nhân vật nổi tiếng gần đây vê si bạo đồ cái gì hóa ra là anh ta sao hai chị em gái kinh ngạc che miệng không thể tin được tôi chính là đại gia nạp hơn 10 tỷ đó chúng ta cũng mau đi thôi hãy sống tốt nhé sau này tìm cơ hội đền ơn anh ấy tôi vừa đánh vừa đi đến bãi đỗ xe lúc này tiêu nhu lại gọi điện đến trần hàm anh đến đâu rồi mau đến đây đi bên ngoài phòng có rất nhiều sambi anh biết có nhiều sambi nên giờ đang chuẩn bị về nhà về nhà anh không đến đón em sao anh đã đến rồi nhưng trên đó có quá nhiều sambi nên anh không lên được cái gì anh không đến nữa sao anh không đến thì em làm sao đây không sao chắc nhà nước sẽ cử quân đội đến cứu anh đi gọi người đến cứu em đợi cứu hộ thì phải đợi đến bao giờ em không đợi được anh lên đây cứu em ngay thôi vậy nhé anh đói rồi phải về nhà ăn cơm đây cúc máy tôi không nhịn được cười lớn sau đó đạp ga lao về phía cổng ra anh đói còn em thì không đói sao phải rồi trong game còn có đồ ăn lần này cô ta cuối cùng cũng nhớ ra chuyện game xuất hiện ngoài đời nhưng trong ba lô lại trống không cô ta quên mất lần trước vào game bị tập kích mọi thứ đều bị lấy sạch may mà trong căn nhà nhỏ ở khu an toàn của tôi còn nhiều vật tư tiêu nhu rất mừng vì thói quen tích chữ đồ ăn của mình nhưng mở ra thì thấy chẳng còn lấy một sợi chỉ tiêu nhu như bị xét đánh đây rõ ràng là căn nhà nhỏ dành riêng cho người chơi nạp tiền không có mật khẩu thì ai cũng không vào được sao lại bị trộm hết nhà vậy không đúng là trần hàm chắc chắn là trần hàm chỉ có anh ta biết mật khẩu lần trước anh ta nói muốn cho em bất ngờ hóa ra là dọn sạch vật tư của em tại sao anh ta lại làm vậy em có đòi anh ta một tỷ thôi mà sau đó tiêu nhu tiếp tục gọi cho trần hàm nhưng đều không có ai nghe máy lúc này cô ta mới nhận ra mình bị lừa trần hàm tôi sẽ không tha cho anh đâu khoảnh khắc tiếp theo cô ta dường như nhớ ra điều gì đó bãi đỗ xe ngầm đã tôi không đi được thì anh cũng đừng hòng đi sau đó cô ta cầm một loa bluetooth ném ra ngoài cửa sổ đây là lối đi bắt buộc để ra khỏi khách sạn sau đó những sambi gần đó lập tức bị thu hút lúc này tôi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe nhưng bị sambi chặn trên đường Chuyện gì vậy? Sao cửa ra lại có nhiều xăm bi thế? Ngay lúc đó, tôi chú ý thấy một vật thể phát sáng rực rỡ. chết tiệt, ai mà độc ác vậy, để lo phát nhạc. Đồ đàn bà hôi hám này, phiền phức quá. Ơ kia, ai bảo muốn về nhà ăn cơm nào? Sao còn đứng ở cửa khách sạn không ra đi? Nghe thấy vậy, tôi lập tức hiểu ra. Của nhiên là cô ném cái loa. Trần Hàm, giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức lên đón tôi. Tôi sẽ tắt la, cùng nhau thoát ra. Thứ hai à? Tiêu Nhu tức điên người, đây là anh S tôi đấy. Quay người ông ghế trong phòng. Đi chót đi. Cái ghế đập chính xác vào xe, vang lên tiếng còi báo động chói tai. Lũ Sambi lập tức quay đầu đi về phía chiếc xe. Thấy tôi sắp bị Sambi bao vây, Tiêu Như cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại bị sốc. Tay cầm đao lớn, đối mặt với đám Sambi như trốn không người. Một nhát đao, chém bay mấy cái đầu nhỏ. Anh ta mạnh đến vậy sao? Con bảo với tôi là sợ Sambi không dám cứu tôi. Chẳng mấy chốc đã giết hàng trăm con Sambi. Chúc mừng người chơi lên cấp 10. Phát hiện bạn có một thẻ nghề nghiệp sát thủ có muốn chuyển nghề không? tôi chọn không, vì bây giờ chưa phải lúc, sau này còn có công dụng lớn hơn. lúc này tiêu nhu há hốc mồm, chết rồi, đã đắc tội với hy vọng duy nhất để thoát thân rồi. không, chỉ cần tôi cúi đầu, trần hàm chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi. trước đây tôi hay làm đúng gây không ít chuyện. anh ấy vẫn yêu tôi như thường mà. đúng rồi, trần hàm chắc chắn vẫn còn yêu tôi, chỉ cần tôi nhận lỗi, vẫn sẽ quay lại bên tôi thôi. chỉ cần tôi làm đúng một chút, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? tiêu nhu thầm mừng trong lòng, anh yêu, anh giỏi quá. Mau lên đây đưa em đi đi. Đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ, kia trước lại trước trong tay con đàn bà này, thật là nhục nhã. Từ chối thẳng thừng, chi bằng dụ cô ta xuống. Ha ha ha, tôi cứu cô, sau này cô có ngoan ngoãn nghe lời không? Không vấn đề, sau này em sẽ hầu hạ anh thật tốt, tuyệt đối không làm đúng nữa. Của nhiên Trần Hàm vẫn không cưỡng lại được sự quyến rũ của tôi. Anh ấy vẫn yêu tôi như vậy, mãi mãi sẽ thua dưới váy của tôi thôi. Được rồi, cô xuống đây đi, tôi đợi cô ở đây nhé. Xuống, xuống, bảo em tự xuống sao? Tiêu Nhu mở người bên ngoài toàn là sambi chỉ cần mở cửa là bị bao vây ngay anh đừng đùa chứ anh không thể lên đón em sao ngay cả can đảm tự xuống cũng không có làm sao cùng tôi ở tận thế sống sót sao xứng hưởng tài nguyên tôi chuẩn bị chứ cô không xuống thì thôi tôi về nhà ăn cơm đây còn tiêu như lúc này đã tưởng tượng ra cảnh sống sung sướng trong tận thế rồi trần hàm đừng đi em xuống ngay đây anh đợi em sau đó cô ta cầm dao nhỏ xông ra khỏi phòng liêu mạng chạy xuống dưới tôi không định rời đi ngay muốn đợi khi cô ta xuống tận mắt nhìn thấy mình bỏ đi mới thỏa mãn ngay lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy có một luồng nguy hiểm đang tiến đến tôi quay phát lại bỗng thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi là người bị nhiễm một nửa thú vị đây người bị nhiễm một nửa là trung gian giữa người và sambi không chỉ có trí tuệ ban đầu mà thể chất còn kinh người nhưng lạ là hắn không có ý định tấn công tôi có lẽ thấy tôi không dễ đối phó Trần hàm mau đến giúp em cô ta thật sự thoát ra an toàn rồi xem ra ý chí sinh tồn khá mạnh đấy mau giúp em giết hai con sambi phía sau và đưa em đi để đảm bảo an toàn tôi không thể đưa cô đi được thế này nhé ngày mai nếu cô chưa biến thành sambi tôi sẽ đến đón cô, nói xong tôi liền khởi động đạp ga phóng xe đi. còn tiêu nhu thì đuổi theo phía sau. ngay lúc đó, anh hàn, mau về nhà, bị trộm rồi. tận thế trong game xuất hiện ngoài đời thực, mọi thứ trong game sẽ phản ảnh ra ngoài đời. sau khi tôi cướp được hộp thả hàng đầu tiên, không ngờ nhà lại bị trộm. sóng dữ dội không ngừng. tôi vừa đến khu biệt thự, đã phát hiện xác bảo vệ. tôi nhìn vết thương, đây chắc chắn không phải do zombie gây là ra. là nhắm vào tôi sao? Cổ nhiên việc tích trữ vật tư trước đó đã bị người ta để ý. Nếu vậy, thì Tiểu Tuyết và mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong tôi vội vã chạy về nhà để tránh kinh động. Tôi trèo vào từ bên hông, phát hiện hai tên đang núp sau cửa, cho tôi một mục tiêu, trả lại anh một mảnh tính lặng xuyên thấu. Chắc tiệt, sao lại nhiều tiền vàng thế? Còn mặc cả đồ bảo hộ, bọn này rốt cuộc là ai vậy? Anh Hàn về chưa? Em đang trốn ở phòng khách tầng 2 kẻ địch xác tìm thấy em rồi tôi lập tức phản ứng nhảy mạnh lên ban công tầng 2, nhảy lên được sau đó vào phòng lâm tuyết nói nhưng không thấy cô ấy đâu lúc này tay nắm cửa khẽ sai một người đàn ông bước vào á à. hắn không thể ngờ được tôi lại đột ngột xuất hiện ở đây ngay lúc đó một bóng đen lao tới anh hàn cuối cùng anh cũng về rồi lâm tuyết khóc thút thít nước mắt rời lại chạ xuống đất được rồi giờ không sao rồi nói anh nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi tận thế đến bọn họ xông vào đây có tám người tay đều cầm vũ khí tân thủ còn mặc cả đồ bảo hộ chúng em không phải đối thủ của họ anh đào và bố để bảo vệ em đã bị họ đánh ngất và bắt đi họ bị giam ở đâu chắc là ở vườn sau anh hàn anh phải cẩn thận yên tâm em tìm chỗ trốn đi đợi anh quay lại tập hợp sau đó tôi đi về phía vườn sau tôi không xuất hiện từ từ thò đầu ra của nhiên đào tử và linh phong bị trói bên cạnh còn có hai gã đàn ông cánh giữ cộng với ba tên đã bị giết sao còn thiếu hai người thôi xử lý mấy tên này trước đã đã đến lúc cho một màn nổ tung rồi cẩn thận có người đến sau đó cầm dao găm lao về phía đào tử còn muốn bắt con tin à xem một đao của ta đây xem đao ngay lúc đó một thanh niên tóc vàng bước ra giao ra tất cả tài nguyên trên người ta sẽ tha cho người một mạng các ngươi là ai khoảnh khắc tiếp theo người đó tỏa ra ánh sáng tím Thấy chưa ta toàn thân trang bị tím cấp độ còn lên tới cấp 5 ngươi chắc chắn muốn đánh với ta không gã tóc vàng tỏ vẻ kiêu ngạo hoàn toàn không coi trần hàm ra gì tên này có thể lên cấp 5 trong thời gian ngắn đặt trong toàn trái đất cũng là rất khủng nếu không có đội ngũ giúp đỡ hắn không thể nhanh như vậy được có vẻ ngươi rất tự tin nhỉ vậy ý ngươi là không hợp tác rồi tiểu hắc mày lên thử xem tiểu hắc rõ ràng có chút sợ hãi tay cầm dao run đến toát mồ hôi anh tóc vàng em chưa giết người bao giờ đây là giết người trong tận thế đấy ngươi còn không dám giết làm sao sống sót được lần này tiểu hắc cắn răng cầm dao lao về phía tôi còn tôi chẳng thèm để ý tiểu hắc vung dao chém một đao hạ gục gọn gàng nhanh chóng sao sao có thể tiểu hắc mặc đồ tím mà sao có thể bị một đao giết chết ngay cả tôi cũng không làm được người dốc của có thực lực gì lúc này hắn mới nhận ra tôi không phải người thường có thể tích trữ nhiều thức ăn và trang bị trước kẻ nạp hơn 10 tỷ làm sao có thể là hàng dễ sơi đại gia vc tôi sai rồi không nên chọc giận ngài tha cho tôi đi tôi quỳ lại ngài đây xin đừng giết tôi ai sai khiến người đến đây gã tóc vàng ngần người một lúc nếu tôi nói ra ngài có thả tôi không tôi biết những người trước mắt đều là tay sai nhỏ kẻ chủ mưu thực sự là người khác tôi nói tôi nói là Đất tiệt, con. Có đồng bọn, chân hàm tỏ vẻ khó chịu. Đây là lần đầu tiên thất bại sau khi tái sinh. Không ngờ ở Giang Hải còn có một đội như vậy. Không chỉ trang bị tốt, mà còn quyết đoán. Hành động thất bại là giết luôn. Lần này đồng bọn của thật đã chủ quan, vì bộ đồ cam mà suýt khiến gia đình gặp nguy. Lúc này đào tử và linh phong dần tỉnh lại. May là chỉ bị thương nhẹ. Sau đó tôi đỡ hai người về phòng, rồi đưa linh tuyết đến một phòng khác. Đây là phòng điều khiển trung tâm của biệt thự. Chúng ta phải nhanh chóng xây dựng pháo đài tận thế không thì cứ bị tập kích thế này sẽ rất phiền phức anh hàm phó đài tận thấy anh nói là gì vậy anh sẽ dùng thép trong game bọc toàn bộ biệt thự lại cả biệt thự sao phải đến hơn nghìn mét vuông đấy nếu bọc lại thì còn phải tính cả chiều cao các tầng nữa anh làm sao bây giờ mà giờ cũng không tìm được công nhân xây dựng vật liệu ngoài đời thực không chống được sambi đâu ngay cả hợp kim hàng không cũng không được dù có được chúng ta cũng không tìm ra càng không thể vũ trang biệt thự trong thời gian ngắn lắm tiếc ngàn người rồi hiểu ra ý anh là dùng vật liệu trong game à Khoảnh khắc tiếp theo, bảng thông tin cá nhân của cô ấy hiện lên một thông báo. Bắt đầu làm thôi. Tôi sợ bọn chúng sẽ quay lại. Lâm tiếp nhận được email của Trần Hàn. Khi cô ấy thấy những thứ bên trong, liền trợn tròn mắt. Nhiều thế này, anh không phải đã mua sạch hợp kim thép. Trên toàn bộ sàn giao dịch đấy chứ, mà còn là loại chất lượng cao nhất. Hèn gì anh phải bán công ty để nạp tiền. Bên em chỉ là một phần ba thôi. Anh muốn biến cả khu biệt thự thành một pháo đài thép. Nào, bắt đầu ngay thôi. Đây là lợi ích khi game xuất hiện ngoài đời, không cần chuyển gạch, cũng không cần máy hàn điện chỉ cần thao tác hologram là có thể hoàn thành đồng thời ba ông trùm giang hải đang nâng ly chúc mừng có vẻ đang âm mưu điều gì đó ông nội 99 tuổi rưỡi của tôi bỗng có 99 mươi bụng sức mạnh lớn đến mức một đấm giết chết chín con bò chỉ vì tận thế trong game xâm nhập thực tế tất cả người chơi đều sẽ kế thừa nghề nghiệp và dữ liệu trong game mà tôi đã mua sạch mọi trang bị trên sàn giao dịch và tích trữ rất nhiều vật tư khi tôi đang dẫn đầu xa mọi người không ngờ ngày đầu tận thế đã bị người khác đột nhập nhà lúc này ba ông trùm giang hải đang nâng ly chúc mừng quả nhiên ông lữ giỏi thật đã chuẩn bị từ trước cho con trai dẫn một đội chuyên nghiệp về có đội này chúng ta sẽ sớm thống trị Giang Hải đúng vậy chỉ cần lấy được tài nguyên của Trần Hàm còn sợ gì nữa trong tận thế Trần Hàm có rất nhiều trang bị và thức ăn nếu lấy được thì chúng ta sẽ độc quyền cả thị trường ngay cả chính quyền cũng phải nề mặt chúng ta đương nhiên rồi mà họ đi lâu vậy cũng đến lúc về rồi chứ vừa rất lời một thanh niên bước vào chúng ta thất bại rồi đội ba ship bị tiêu diệt hoàn toàn nghe vậy ba lão già giật mình tên đó không đơn giản thừa lúc hắn chưa lập phòng tuyến tôi sẽ dẫn tất cả người đánh qua đó đánh bất ngờ tôi nhất định phải lấy được tài nguyên của hắn nói xong lữ phi hàng nhìn bố vậy nhanh lên đi sau đó cả nhóm cầm vũ khí đến trang viên của trần hàn nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm sừng sốt đây đây là cái gì pháo đài thép này là sao không đúng pháo đài thép này đầy vẻ công nghệ cao chắc chắn không phải sản phẩm hiện đại chúng ta đến nhầm chỗ A. mấy người đang bồi dồi có vẻ hoang mang chúng ta đến muộn rồi biệt thự đã được trần hàn vũ trang hắn biết trần hàn sau khi bị tấn công sẽ có phản ứng nên đã đến đây nhanh nhất có thể không ngờ vẫn chậm một bước giờ làm sao đây có thể đột nhập vào không lữ phi hàng nghìn đám đàn em phía sau họ đều là game thủ chuyên nghiệp có hiểu biết sâu sắc về game lúc này đội trưởng trương dương huy bước ra anh ta rất thân thiết với đồng đội không ngờ mới bắt đầu đã hy sinh tám anh em anh ta thề sẽ giết trần hàn để trả thù cho anh em thưa sếp trong game thép có nhiều loại chia thành năm cấp như trang bị thấp nhất là trắng phòng thủ 100, xanh là một nghìn cứ thế lên đến 100 triệu còn về sát thương trương dương huy nói một loạt về thiết lập game và các số liệu liên quan mấy ông nhà giàu nghe mà mơ hồ tuy không hiểu nhưng cảm thấy rất chuyên nghiệp được rồi nói nhiều thế cậu chỉ cần nói có phá được không là được trương dương huy lấy ra cây nỏ tím thử xem sẽ biết miệng không phải tím và cam tôi đều có cách phá được khoan đã chúng ta ba người trốn trước bây giờ chưa phải lúc đối đầu với trần hàm thành công thì tốt lấy hết tài nguyên nếu không thành công chỉ có thể thực hiện kế hoạch bi họ lan lộn thương trường nhiều năm có nhiều cách để lừa tài nguyên từ tay trần hàm nhưng họ không biết rằng động tĩnh bên ngoài pháo đài đã bị trần hàm phát hiện không ngờ bọn xấu này là người của lữ bất phàm bọn này là ai vậy có vẻ rất quen thuộc với luật game trần hàm nảy sinh một chút nghi ngờ kiếp trước những người này chưa từng xuất hiện ở giang hải anh hàm em biết anh ta con trai lữ bất phàm ông chủ công ty isibot x siêu đỉnh những người phía sau chắc là game thủ chuyên nghiệp có lẽ lữ bất phàm đã tỉnh ngộ vì hành động của anh cho con trai dẫn người về sớm điều này khiến trần hàm hơi bất ngờ anh cũng không ngờ đã gặp phải game thủ chuyên nghiệp nhanh vậy Hành gì họ đều trang bị tốt thì ra là game thủ chuyên nghiệp vậy trong tối họ chắc chắn có nhiều tiền lăng tuyết bên cạnh tò mò hỏi anh cần nhiều tiền vàng để làm gì Giờ trong tối anh chắc còn vài chục tỷ phải không tiêu không hết được đâu thực ra tiền vàng của anh đã dùng gần hết lần cuối tích chữ trang bị tân thủ nhưng là người tái sinh anh hiểu rõ tác dụng của tiền vàng về sau không có tiền vàng không thể nâng cấp mọi sức mạnh đều dựa vào tiền vàng và tài nguyên phải nghĩ cách lấy được tiền của bọn này giết họ trực tiếp thì đơn giản nhưng như vậy quá dễ dàng cho họ tôi muốn đè bẹp họ trong kinh doanh đánh bại họ bằng cách họ tự hào nhất trần hàm nhanh chóng có ý tưởng dùng cách họ tự hào nhất để đánh bại họ rất nhanh trần hàm đã có kế hoạch trong đầu đồng thời trương dương huy bóp cỏ mũi tên bắn mạnh ra thấy con số này mọi người đều vui mừng thằng này lại dùng hợp kim xanh để xây pháo đài coi thường ai đây một nghìn điểm phòng thủ này chúng ta phá dễ như ăn cháo ha 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 tiếp tục cố gắng phá nó đi lúc này tài nguyên trần hàm tích chữ như trong tầm tay chẳng có gì khó thấy bức tường hợp kim sắp bị phá nhưng lữ bất phàm lại nhíu mày không ổn không ổn mọi thứ quá suôn sẻ hơn nữa họ đã chém một lúc rồi cũng không thấy trần hàm gia ngăn cản không phải là kế của thằng nhóc đó chứ lữ bất phàm càng lúc càng hoang mang một cảm giác bất an dâng lên trong lòng chắc chắn có vấn đề mau dừng lại cảnh báo đồ bảo hộ đã bị phá hủy điểm phòng thủ về không xin chú ý phòng thủ chất tiệt sao lại có bom anh hỏi tôi tôi còn muốn hỏi anh đây anh không phải nói chắc chắn không có bẫy sao trước khi đến Nữ phi hàng đã hỏi Trương Dương Huy nhiều lần có bẫy không, nhưng đều được Trương Dương Huy đảm bảo, không thể nào, làm sao hắn có thể dùng bẫy bom được. Trương Dương Huy khó tin vào những gì đang xảy ra, vì anh ta cũng có không ít bẫy bom như thế này. Nhưng hiện tại là giai đoạn đầu tận thế, vũ khí nóng trong kho đồ đều bị khóa, không thể sử dụng, chính vì thế, anh ta mới giảm phá từng nhà an toàn của Trần Hàm, mà không e ngại gì, chết tiệt, thằng này chơi gian lận à? Sao hắn có thể dùng vũ khí chưa mở khóa được? Thấy cảnh này, Trần Hàm không nhịn được cười. Bẫy bom là mở ra từ hộp thả hàng. Có lẽ là vũ khí nóng duy nhất ở giai đoạn này, còn đợi gì nữa? tường đã bị nổ tung rồi mau xông vào đi ngay cả bom cũng dùng rồi bức tường này còn chịu được sao ngay lúc đó một luồng sáng vàng lóe lên trên đó hiện ra một thông báo thấy cảnh tượng trước mắt mọi người đều không nhịn được chửi thề họ đánh mệt nghỉ suốt nãy giờ kết quả bị lừa tường hợp kim xanh bên trong còn có một lớp tường hợp kim cam làm sao phá đây kẻ nghĩ ra thiết kế này đúng là quá đáng thật khiến người ta tức điên pháo đài thép màu cam này đừng nói là bây giờ ngay cả cấp 40 đến 50 có dị năng mạnh mẽ cũng chỉ biết ngước nhìn thôi một trăm triệu điểm phòng thủ chơi cái quái gì trần hàm tên khốn này tôi đã nói hắn không đơn giản mà giờ làm sao đây còn làm sao nữa với sức mạnh của chúng ta bây giờ không thể nào phá được pháo đài thép này đâu lần này là mất cả trí lẫn trai rồi mang xác anh em và hộp tài nguyên đi rút thôi anh ta đã dẫn 40 người về giang hải tưởng sẽ làm nên chuyện lớn không ngờ đã mất 14 người ở chỗ trần hàm điều này khiến anh ta vô cùng tức giận đại ca cứ thế mà đi sao thu của anh em chúng ta thì sao về đã rồi tính kế lâu dài đã không dùng vũ lực được thì dùng mưu may mà anh ta còn để đường lui chưa lộ mặt chỉ cần còn liên lạc với trần hàm thì sớm muộn cũng sẽ lừa được tài nguyên của trần hàm về mặt thương lượng thằng nhóc trần hàm còn non lắm khi mọi người sắp rời đi một mũi tên từ từ xuất hiện đánh xong rồi định chạy à đã hỏi ý kiến mũi tên của tôi chưa vù 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 mau tản ra từng mũi tên liên tục bắn ra như lưỡi hái của thần chất điên cuồng cướp đi sinh mạng chất tiệt chạy mau ba người chạy đầu là lữ bất phàm đã sợ hai đến cực điểm lần đầu tiên họ cảm nhận cái chất cần kề đến thế lần này chúng ta đã chủ quan giờ hắn có pháo đài thép bảo vệ chúng ta tạm thời không làm gì được hắn thực hiện kế hoạch bi thôi lấy hết số tiền vàng các cậu có ra đây để tôi dạy cho hắn một bài học tận thế trong game xuất hiện ngoài đời tôi bán một món đồ tân thủ rẻ tiền nhất với giá chơi ơi năm trăm nghìn người mua còn khen tôi tốt bụng bình luận toàn là lời khen dù giá cao nhưng vẫn cung không đủ cầu vừa đăng lên là bán hết ngay mà món đồ tân thủ này tôi còn hơn 2 triệu cái nhưng tôi chỉ bán 99 cái khi mọi người đang cầu xin tôi bán thêm tôi sẽ không bán nữa ngay lúc đó lữ bất phàm gọi điện chú em trần chúng ta cũng hợp tác nhiều năm rồi giờ có việc lớn không quên tôi chứ hay chúng ta hợp tác một phen dù sao cậu cũng có nhiều trang bị tôi giúp cậu chia sẻ bớt nghe thấy vậy tôi cười lạnh xem ra cá sắp cắn câu rồi không cần đâu tôi có thể từ từ tiêu thụ ai lại chi tiền ít chứ vậy là cậu không đồng ý rồi cậu có biết hiện có bao nhiêu người nhỏ ngó tài nguyên của cậu không không ít người đang tìm địa chỉ nhà cậu đấy cậu nói xem nếu địa chỉ của cậu bị lộ ra sẽ có bao nhiêu người đến gây rắc rối cho cậu anh đang đe dọa tôi à không dám không dám bây giờ cậu trần hàm đâu phải người thường tôi chỉ muốn hợp tác thôi hợp tác cũng có lợi mà lữ bất phàm nói với giọng điệu nắm chắc trần hàm khiến những người xung quanh anh ta đều nở nụ cười. Vẫn là ông chủ lữ giỏi, chỉ một thủ đoạn nhỏ đã nắm được anh ta. Cùng có lợi cũng được, nhưng anh phải đảm bảo không tiết lộ địa chỉ nhà tôi. Trang bị cũng có thể bán cho anh, nhưng phải theo giá thị trường. Ôi, thấy không được. Giá của cậu quá đắt. Tôi mua không nổi đâu, nghe Trần hàm nhượng bộ. Anh ta càng trở nên kiêu ngạo. Thế này đi, một tỷ. Tôi muốn 50.000 món, họ dường như đã nắm chắc Trần hàm. Thái độ rất cứng rắn, không ngờ lại cắn câu nhanh thế. Được, theo lời anh nói. Nhưng anh cũng phải giữ lời hứa. Nghe vậy, mọi người vô cùng phấn khích giỏi thật không hổ danh là ông trùm kinh doanh nhưng điều họ không biết là giai đoạn 2 của tận thế sắp đến cấp độ cũng sẽ mở đến 20. người chơi đạo sĩ bắt đầu thừa hưởng dị năng và sử dụng trang bị cao cấp lúc đó trang bị tân thủ sẽ trở thành rác chẳng bao lâu sau lữ bất phàm gửi yêu cầu giao dịch không ngờ tên này thật sự có một tỷ vàng điều này khiến tôi phải đánh giá lại đội của lữ bất phàm đội thể thao điện tử của lữ phi hàng không tồi đâu điều này không có gì lạ những tuyển thủ thể thao điện tử này hàng ngày đều đánh phó bản kiếm vàng ngoài ra còn nhiều cách kiếm tiền khác có rất nhiều kênh nếu không, Lữ Phi hàng sao lại bỏ sản nghiệp lớn như vậy ở nhà để làm thể thao điện tử? Nhưng điều họ không biết là, để góp đủ một tỷ này, Lữ Bất Phàm đã bán gần hết mọi thứ có giá trị. Lúc này, mọi người đều hồi hộp chờ đợi giao dịch của Trần Hàm. Đây là toàn bộ tài sản của họ. Nếu Trần Hàm nuốt lời, tương lai của họ sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu giao dịch thành công, họ sẽ trở thành bá chủ một phương trên thế giới này. Đây là một canh bạc lớn. Bạn đã hoàn thành giao dịch với VC bạo đồ. Vui lòng kiểm tra hàng. Thành công rồi, thành công rồi. Ha ha ha. Trần Hàm mà Trần Hàm, đối với tôi cậu còn non lắm vẫn là anh rồi lão lự nắm được tính tham sống sợ chết của trần hàm tên này cũng ngu thật trong tận thế có tiền có tài nguyên xây dựng một thế lực cũng không phải chuyện khó còn sợ gì kẻ thù nữa anh ta không phải ngu đâu anh ta tích trữ rất nhiều vật tư còn xây pháo đài tận thế miễn là không bị bao vây anh ta sẽ không lo nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa một mình anh ta không dám mở rộng đội ngũ chính vì lý do này mới bị tôi đe dọa được trần hàm chắc chắn sẽ rất đáng thương là một thương nhân lại không biết đạo lý phú quý trong nguy hiểm nghe vậy mọi người đều rất khâm phục thủ đoạn của lữ bất phàm Phi Hằng, cậu liên hệ với đội thể thao điện tử ở Giang Hải, xem có ai muốn theo chúng ta không. Nhưng chúng ta bán trang bị giá cao chắc chắn sẽ gây xôn xao. Giờ chúng ta phải mở rộng thế lực. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Lữ Bất Phàm bắt đầu đăng bán trên sàn giao dịch. Mà tên này còn tàn nhẫn hơn, hai triệu một món. Đậu xanh, người này là ai vậy? Sao có nhiều trang bị tân thủ thế? Chẳng lẽ lại xuất hiện đại gia? Ngoài đại ca VC ra, hóa ra còn có người tích chữ trang bị. Tôi cười to, một món trang bị trắng đòi hai triệu vàng bốn lần đại ca vc so sánh ra đại ca vc của thật có lương tâm đúng vậy ủng hộ đại ca vc hành động này của anh ta hoàn toàn chọc giận người chơi những người trước đây chửi trần hàm nhanh chóng đổi hướng tất cả đều chĩa vào lữ bất phàm so sánh ra ngược lại có người đứng về phía trần hàm nhìn thấy những lời này lữ bất phàm nhíu mày anh ta không ngờ mọi người phản ứng mạnh như vậy ngay cả người mua trang bị cũng rất ít xem ra giá của chúng ta vượt quá phạm vi chấp nhận của mọi người hay là giảm giá đi cứ thế này không những không bán được trang bị mà còn làm hỏng danh tiếng không còn cách nào khác cuối cùng phải đánh giá lại cho đến khi giảm xuống một triệu mới bắt đầu có người chấp nhận trang bị dần dần được bán hết vốn 1 tỷ chỉ trong vài giờ đã kiếm được gấp hàng trăm lần mọi người đều vui vẻ ngay lúc đó sàn giao dịch lại có biến động trần hàm lại ra tay đang bán 50.000 trang bị tân thủ giá vẫn là 500.000 vừa lên sàn đã bị cướp sạch lúc này cảnh sát thế giới lại náo động lần này toàn là ủng hộ trần hàm mà càng ngày càng nhiều người bắt đầu chỉ trích hành vi của lữ bất phàm nhưng lữ bất phàm và đồng bọn hoàn toàn không quan tâm trong mắt họ lợi ích luôn là trên hết chỉ có lữ phi hàng trầm ngâm suy nghĩ rõ ràng đây là cái bẫy trần hàm đặt ra cho họ nhưng cảm dỗ quá lớn không thể không đốc anh ta linh cảm vực thẳm dưới cái bẫy sắp đến rồi khiêm tận thế xuất hiện ngoài đời thực bạn gái tôi lại trước mắt mọi người bị vua kiền chăm sóc cả đêm mà cô ấy không những không phản kháng ngược lại còn cực kỳ phấn khích biểu hiện không tệ thỏa mãn cho em một yêu cầu em muốn trả thù em muốn hành hạ trần hàn đến chết khiến anh ta sống không bằng chết vừa nói xong vô số kiền kiền đổ xô về phía trang viên đồng thời cửa hàng hệ thống mở cửa nhưng chưa đầy một giây tất cả hàng tiêu hao đều bị mua sạch có thể thấy nhu cầu lớn thế nào không chỉ cần tốc độ tay 20 năm mà còn cần rất nhiều vàng tôi mở danh sách phương tiện giá còn đắt hơn một bậc nữa và tôi đã chọn giữa trực thăng và xe tăng cuối cùng chọn xe địa hình đừng hỏi tại sao vì không biết lái mấy cái kia sau đó lăng tiết nôn nóng ngồi lên tôi định đưa cô ấy đi dạo một vòng hạ cửa sổ xuống một chút thấy sambi là bắn nhưng hai người lái xe đi mấy trăm mét đều không thấy một con sambi nào ờ không đúng sao không có một con sambi nào vậy tôi cũng thấy không ổn cho đến khi ra đến cổng trang trại mới phát hiện lúc này ở cổng trang trại một lớp màn bảo vệ màu hồng đã chặn hết sâm bi ở bên ngoài hóa ra là người của lữ bất phàm xem ra lần này kiếm không ít đã nâng cấp lên vật liệu hợp kim màu hồng thấy một chiếc xe địa hình chạy ra tất cả đều ngạc nhiên nhìn qua họ đều là người mới lữ bất phàm vừa tuyển hoàn toàn không biết trần hàm càng không biết trong trang trại còn có nhân vật này lại còn có xe địa hình nữa đây là thứ trị giá một tỷ vàng đấy mở cổng ra tôi muốn ra ngoài anh bạn muốn ra ngoài thì phải để lại tiền mãi lộ tôi cười lạnh lữ bất phàm không nói cho các anh tôi là ai sao ta không quan tâm mày là ai Bây giờ đây là địa bàn của ông chủ lữ, muốn ra ngoài phải đưa tiền, đưa một triệu vàng ra là có thể đi. Ngay lập tức tôi đạp mạnh chân ga, trực tiếp hút vàng gã to con bay 5 mét. Tuy có trang bị tím phòng thủ nhưng đầu óc cũng tròn váng. Sau đó tôi cầm dao củ cải đi tới, lạnh lùng nhìn mọi người, cho các anh thêm một cơ hội nữa, mở cổng ngay. Đậu xanh mày còn dám động thủ, anh em lấy vũ khí ra xử nó. Thấy tư thế của tôi, mọi người đều lùi lại. Dù sao cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi, có thể không lên thì không lên, cũng có người khôn ngoan gọi điện cho lữ bất phàm. Cái gì? chân Hàm chạy ra rồi à? Các anh có 30 người phải không? Bắt sống hắn cho tôi. Tôi đang dẫn người ra đó. Phải nói là Lữ Bất Phàm kiếm được tiền càng thêm kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của Trần Hàm, sau đó dẫn thuộc hạ chạy ra cổng. Sao rồi, Lữ Bất Phàm nghe điện chưa? Đoán không sai thì hắn ta sẽ cho tôi ra ngoài. Dù sao cũng chưa phải lúc lật mặt, trừ khi Lữ Bất Phàm không muốn lấy trang bị từ tôi nữa. Ha 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 ông chủ bảo xử anh. Anh vừa nói vậy. Mọi người sắp động thủ rồi. Không có Sambi, đánh người luyện kiếm pháp cũng được mà. Vừa rất lời, tôi vung dao cổ cải lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cổng trang trại thậm chí còn át cả tiếng gầm rú của Sambi bên ngoài. Trời ơi tên này toàn trang bị cam, da của tôi hoàn toàn không làm gì được hắn. Không thể nào, trang bị tân thủ sao lại có đồ cam? Mấy người còn sống sót đều nhìn ngay người, không khỏi nổi lên một cảm giác lạnh sống lưng. Tôi không định giết hết bọn họ. Đối với những người này còn có công dụng lớn. Sau đó tôi lấy ra một hộp thuốc lá, Lựa bất phàm trả các anh bao nhiêu? Tôi gấp đôi. Thuốc lá anh ta có thuốc lá, thấy tôi lấy ra thuốc lá, tất cả mọi người đều xôn xao. Đậu xanh sao anh lại có thuốc lá? thuốc lá không phải đã thành chất ô nhiễm rồi sao nhìn thấy vẻ mặt của những người này tôi không khỏi nở một nụ cười lạnh tôi cố ý làm vậy những tên này đều là tuyển thủ thể thao điện tử ngồi trước máy tính cả ngày đều là những tài nghiện thuốc hạng nặng trong tận thế không có thuốc hút đối với họ là chuyện chất người đặc biệt là tên bốn mắt răng vàng kia mắt đang sáng lên nhưng lúc này họ như cá nằm trên thớt làm sao dám đưa ra yêu cầu tôi ném gói thuốc lá trong tay cho tên bốn mắt đại ca có việc gì cứ sai bảo mạng các anh tôi không cần đâu muốn thuốc cũng được nhưng hai ngày nữa phải giúp tôi một việc không vấn đề đại ca anh em chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng nhanh đưa hết cho tôi nhanh lên lúc này lữ bất phàm dẫn một đám người đến khi họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đồng tử co lại chuyện gì vậy trần hàm đâu sao có thể thế này trong thời gian ngắn như vậy các anh đã bị giết gần hết rồi các anh đều mặc trang bị tím mà ông chủ người đó quá tàn nhẫn hắn giết rất nhiều người của chúng tôi hắn còn có xe địa hình trực tiếp đâm thủng tường và chạy mất đối phương có bao nhiêu người bao nhiêu người gì chứ chỉ có một mình hắn thôi cái gì một mình hắn đánh bại hơn 20 người các anh văn ngôn sắc mặt lữ bất phàm và những người khác lập tức trầm xuống anh ta không thể hiểu trần hàm đã làm thế nào sơ suất rồi không nên đối đầu với trần hàm tình hình bây giờ chắc chắn anh ta sẽ không bán trang bị cho chúng ta nữa bây giờ phải làm sao không có trang bị nguồn tiền của chúng ta sẽ bị cắt đứt do cửa hàng hệ thống đã mở mọi người đều hiểu tầm quan trọng của vàng lúc này càng không thể đắc tội với ông chủ nghe hai người nói vương lương bằng giật mình bây giờ anh ta mới biết thanh niên đó là ai chẳng phải đó là đại ca vc trong truyền thuyết sao đậu xanh vừa nãy tôi còn dám đánh nhau với anh ta tôi thật sự điên rồi nhân vật như vậy là chúng ta dám chọc sao may mà đã hợp tác với đại ca vc anh ta lén nhìn lữ bất phàm thầm cười trong lòng tên ngốc này lại giảm đầu với đại ca vc chẳng phải tự tìm đường chất sao chuyện này là chúng ta sơ xuất rồi tôi gọi điện trần an trần hàm trước để anh ta bán thêm cho chúng ta một đợt trang bị nữa Bằng mọi giá phải trần an trần hàm đợi chúng ta kiếm đủ tiền rồi mới mở rộng thế lực nhưng trần hàm còn chịu bán trang bị cho chúng ta nữa không anh ta dám không bán à chúng ta giờ như cùng một thuyền nếu không bán thì cá chớt lưới rách sau đó trở về trang trại lữ bất phàm gọi điện cho trần hàm ồ đại gia lữ đầy à muốn xem tôi còn sống không phải không Lữ bất phàm cổ nén cơn giận trong lòng. Chú em trần đùa rồi, vừa nãy đều là hiểu lầm. Tôi đang định gọi điện xin lỗi chú đây. Mấy đàn em của tôi không biết chú, có chỗ đắc tội. Người lớn không chấp trẻ con, tha lỗi cho anh. Anh xin lỗi chú đây. Đối với con cáo giả lữ bất phàm này, tôi đã quá quen rồi. Có việc gì cứ nói thẳng. Chuyện mua trang bị thì đừng nhắc nữa. Anh quá tàn nhẫn rồi. Đẩy giá lên cao như vậy, con kiếm được nhiều hơn cả tôi. Tôi giả vờ tỏ ra ghen tị và không hài lòng. Chú em à, lần này tôi định tăng giá cho chú đây. Để thể hiện thành ý, tôi sẽ nâng giá lên 5 tỷ, chia đôi lợi nhuận. Chú thấy thế nào? Chú cũng biết đấy anh kiếm tiền cũng không dễ dàng phải chịu rủi ro rất lớn đằng sau biết bao nhiêu người đang nhắm vào anh không tin nhắn riêng bị tấn công hàng ngày đều nói muốn tập hợp người đến sự anh lòng anh đau lắm chú em thì khác rồi trốn sau lưng âm thầm thu tiền chẳng có gì phải lo lắng cả lữ bất phàm của không hổ danh lan lộn thương trường nhiều năm lời nói dối tuôn ra liên tục không cần nói nữa trang bị sẽ không bán nữa đâu vừa nói xong tất cả mọi người bên lữ bất phàm đều giật mình không có trang bị thì mất nguồn tiền tăng thêm giá đi tăng lên chút nữa phải lấy được trang bị sắc mặt lữ bất phàm lập tức trầm xuống không đề xuất tăng giá vì làm vậy cũng vô ích chân hàm nếu cậu không bán trang bị cho tôi đừng trách tôi trở mặt đành phải cá chót lời rách thôi tôi sẽ tiết lộ danh tính của cậu dẫn người vây công cậu đừng tưởng pháo đài của cậu kiên cố lắm miễn là chúng tôi đông người cậu cũng không thoát được sau một hồi mặc cả tôi đành phải bán cho anh ta ba trăm món trang bị nữa vét sạch 30 tỷ gia sản của anh ta như vậy trang bị tân thủ tôi tích chưa đã bán gần hết một nửa trong vì cũng kiếm được hơn 60 tỷ không ngờ anh hàm diễn xuất giỏi thế dễ dàng vết sạch gia sản của lữ bất phàm anh định khi nào thu lưới Bây giờ vàng trên toàn cầu, chắc anh kiếm gần hết rồi phải không? Em đánh giá thấp trò chơi này rồi, 60 tỷ thật sự không nhiều đâu. Chỉ riêng người chơi cũ đã có hàng chục triệu, nếu mỗi người có vạn đồng thì đã là 100.000 tỷ rồi, em thấy 60 tỷ có đáng là bao không? Hơn nữa vàng sẽ liên tục được tạo ra. Chỉ cần giết zombie là có cơ hội rơi ra vàng. Tiền không bao giờ kiếm hết được. Đinh Linh Tuyết tỏ vẻ suy ngẫm, nhìn Trần Hàm đầy ngưỡng mộ. Anh Hàm, anh thật quá tuyệt vời. Tận thế mới bắt đầu, anh đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Thật khó tin kiếm tiền nhiều nhất cũng chỉ hôm nay thôi theo thời gian trôi qua càng nhiều trang bị tân thủ tràn vào thị trường thì sẽ không còn giá trị nữa may mà có lữ bất phàm giúp tôi kiếm tiền nếu không tôi thật không giảm bán giá cao như vậy tôi đoán bây giờ đã có người đi tìm lữ bất phàm rồi nếu không có gì bất ngờ tối nay sẽ có một màn kịch hay đậu xanh cửa hàng hệ thống vừa mở đã mua xe địa hình ai giàu thế con phải nói chắc chắn là lữ bất phàm rồi ngoài hắn ra còn ai nữa đúng vậy tôi tính toán rồi tên đó ít nhất kiếm được 30 tỷ 30 tỷ đấy nếu chúng ta có 30 tỷ có khi đi ngang dọc trong tận thế này rồi anh em, ca anh cũng thấy rồi đấy. tên lữ bất phàm này giàu nứt đố đổ vách, chỉ cần giết hắn, chúng ta sẽ giàu to. tôi dẫn lão thử vào thăm dò tình hình trước. đợi tin của chúng tôi. được, đại ca. cẩn thận nhé, ăn ngon uống sướng trong cậy vào anh đấy. rõ ràng, đây là một nhóm nhỏ đang nhắm vào lữ bất phàm, và có hai nhóm như vậy ở gần đây, họ đều đang âm mưu làm thế nào để giết lữ bất phàm. lữ bất phàm và những người khác cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì tiếng nói đòi trừng phạt trên kênh thế giới rõ ràng đã giảm đi, dường như tất cả đều giữ một sự im lặng đồng thuận. điều này khiến lữ phi hàng và đám thuộc hạ đều căng thẳng, tăng cường người tuần tra, và tiêu nhu cũng sắp đến nơi. Tận thế đã đến trong thực tế. Bạn gái của tôi bất ngờ trước mắt mọi người, bị Khôn Vương chăm sóc cả đêm mà anh ta không những không phản kháng, ngược lại còn vô cùng phấn khích. Đồng thời, quân đội trừng phạt lần lượt đến nơi. Con đầu chọc thắng hai người đã vào trang viên từ lâu. Anh thắng, Lữ Bất Phàm lại bắt đầu bán trang bị rồi. Lần này trực tiếp đăng bán 100.000 món trang bị. Đậu xanh, 100.000 món, lại là 20 tỷ vàng. Vậy chẳng phải là nói, gã này hiện giờ ít nhất có 50 tỷ tài sản. Hai người vô cùng phấn khích trong lòng, có người lấy tiền, đủ cho cả nhóm họ sống sung sướng trong tận thế rồi. Chỉ là tôi có một thắc mắc, trang bị tân thủ trên sàn giao dịch, rõ ràng là bị bạo đồ VC mua đi. Nhưng tại sao Lữ Bất Phàm có nhiều trang bị thế? Chẳng lẽ Lữ Bất Phàm và đại gia VC có liên hệ gì? Lời nói của chuột khiến đầu chọc thắng rơi vào trầm tư. Nếu là như vậy, thì phiền phức rồi. Đại gia VC quá đáng sợ, hành động của anh ta trước khi tận thế đến đủ để chứng minh anh ta hiểu biết về tận thế. Loại người này tuyệt đối không phải chúng ta có thể chọc giận. Tuy nhiên chuột lại không lo lắng như vậy. Anh cả, chỉ cần chúng ta có được tài sản của Lữ Bất Phàm, mặc kệ cái gì đại gia VC, có ngần ấy tiền ai cũng không phải sợ không thì chúng ta bỏ trốn đi xa chẳng lẽ bọn đồ vc còn tìm được chúng ta không phải đó là 50 tỷ sao hơn nữa gã đó trên người chắc chắn còn không ít trang bị những thứ này đều là tiền tuy nhiên đôi mắt đầu chọc thắng cũng bị vàng làm cho mù quáng đúng vậy phú quý trong nguy hiểm đi thăm dò xem lữ bất phàm ở đâu lúc này ở cổng khu dân cư hai nhóm người khác cũng lần lượt đến một nhóm là đám côn đồ nổi tiếng ở thành phố giang hải đầu lĩnh thanh bang đào cát còn nhóm kia là đội trưởng công trình mạnh đầu đầu chọc gã kia đâu không phải đã hẹn cùng tấn công lữ bất phàm sao đừng nói nữa tên khốn đó chắc chắn là sợ chết không dám ra tay không cần quản hắn chúng ta có ngần này người là đủ rồi nói xong mọi người liền đi vào khu dân cư đồng thời đâu chọc thắng đã tìm được nơi ở của lữ bất phàm đậu xanh cái gì thế này là pháo đài thép lữ bất phàm già khọng kiếm được nhiều tiền thế chắc chắn sẽ xây một căn nhà an toàn nếu là như vậy chỉ dựa vào hơn trăm người chúng ta thật sự không phá được chuột nghi ngờ quan sát xung quanh không đúng sao không có người canh gác đúng vậy thuộc hạ của lữ bất phàm đầu chọc thắng giật mình không ổn có thể có phục kích rút lùi trước đã vào lúc này lữ bất phàm và mấy đại gia ngồi trong biệt thự phấn khích nhìn vàng đổ về tài khoản chân hàm gã đó vẫn còn non lắm có tiền mà không biết kiếm nói về đầu óc kinh doanh hắn thật sự kém xa tôi đã nói từ lâu hắn là đồ vô dụng nếu không có linh phong hắn có thể làm nên công ty được sao nói thật thật sự rất biết ơn việc hắn làm áo cưới cho chúng ta ba vị đại gia trong giới kinh doanh cười đùa với nhau thấy chân hàm thất bại thì cảm thấy vô cùng sảng khoái ba ơi có chuyện rồi có hơn 500 người xông vào khu dân cư bên ngoài khu còn nhiều người đang rình rập đều đang chuẩn bị đối phó với chúng ta quân đội trừng phạt mà canh thế giới nói xem ra là thật bây giờ phải làm sao hoảng cái gì khi tiếp quản cái sạp của trần hàm ta đã dự đoán sẽ có ngày hôm nay trần hàm lo bị thiên hạ trừng phạt ta thì không sợ với cách bố trí hiện tại của chúng ta bọn họ không thể nào tấn công vào pháo đài của ta được yên tâm mọi thứ đều nằm trong dữ liệu của ta vậy con sẽ bảo anh em chuẩn bị chiến đấu đừng vội như vậy chẳng phải như ý trần hàm sao con bảo mấy người anh em lạ mặt một chút đến canh gác pháo đài của trần hàm dân đám ngốc đò đến chỗ trần hàm dương huy hai người sững sờ sếp anh muốn đổ vạ sang phía đông à vậy chẳng phải đắc tội với trần hàm sao theo thống kê của chúng ta, Trần Hàm còn ít nhất cả triệu món trang bị. Chúng ta phải lấy hết về chứ, nên ta mới bảo còn sắp xếp anh em nạ mặt qua đó. Trần Hàm làm sao biết đó là người của chúng ta? Trương Dương huy mắt sáng lên, của nhiên là kế hay, còn đi sắp xếp ngay. Nhanh chóng, mấy thuộc hạ rời khỏi trang viên của Lữ Bất Phàm, lúc này đầu chọc thắng và chuột vừa đi tới đây. Đây mới là nhà của Lữ Bất Phàm, vậy pháo đài tận thế chúng ta thấy lúc nãy. Rốt cuộc là của đại gia nào, không đúng, tình hình không ổn, trong khu dân cư lại có hai pháo đài thép. Chắc chắn có mưu đồ, Sắc mặt đầu chọc thắng trở nên nghiêm trọng, "Đi, theo mấy người đó trước. Xem họ định làm gì." Hai người theo thuộc hạ của Lữ Bất Phàm đi ngược lại. Điều khiến họ sốc là, bốn người này đi thẳng đến pháo đài thứ nhất, rồi đứng canh ở cổng. Thấy cảnh này, đầu chọc thắng hai người đầy nghi hoặc, "Chẳng lẽ pháo đài tận thế này cũng là của Lữ Bất Phàm?" "Đậu xanh, vậy Lữ Bất Phàm cũng quá giàu rồi. Lại còn làm hai pháo đài tận thế. Đúng là kẻ mới giàu mà. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu." Rõ ràng pháo đài lúc này ồn ào náo nhiệt. Chứng tỏ thuộc hạ của Lữ Bất Phàm đều ở đó. Còn pháo đài tận thế này lại y mắng, chỉ sắp xếp bốn người canh gác, thế này chẳng phải tự tìm đòn sao? Lúc này, Linh Phong và Đào Tử trong pháo đài cũng ngơ ngác, đây là ai vậy? Không phải là người của Lữ Bất Phàm chứ? Họ định chặn lối ra. Không cho chúng ta ra ngoài sao? Lúc này, từ hướng cổng chính truyền đến tiếng ô nào, hàng trăm người ùn ùn xông tới. Chưa kịp phản ứng, người canh cổng rút cung tên ra, trực tiếp tấn công. Mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào đám đông. Vài người ngã xuống. Đậu xanh, người của Lữ Bất Phàm ra tay rồi. Anh em, xông lên cho tôi. Thấy bóng người đông đúc qua tới, bốn người co giò chạy lữ bất phàm mày đáng chết nhưng khi mọi người xông đến cổng pháo đài người đã chạy mất tăm lữ bất phàm mau ra đây giết anh em tao phải đền mạng thấy cảnh này linh phong và đào tử trong pháo đài sắc mặt lập tức tối sầm đổ vạ sang phía đông đây là kẻ gian của lữ bất phàm khốn kiếp tên này quá độc ác lấy lợi ích của chúng ta vậy mà còn làm ra chuyện này tôi ra ngoài nói lý với họ nói thế nào đây chúng ta đây là pháo đài của bạo đồ vc sao tiết lộ danh tính của trần hàm sau này chúng ta muốn yên ổn cũng khó Văn ngôn, đào tử cũng biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vậy phải làm sao, không lẽ cứ đợi như vậy. Thông báo cho Trần Hàm, bảo họ đừng về đã. Người bên ngoài không phá được pháo đài đâu. Hiện tại chỉ có thể làm vậy thôi. Lúc này tôi nhận được tin nhắn của đào tử. Sau khi hiểu đại khái sự việc, khóe miệng tôi hơi nhếch lên. Không ngờ lữ bất phàm cũng có chút thủ đoạn. Sao vậy anh Hàm, ở nhà có chuyện gì sao? Chuyện nhỏ thôi, tiểu tuyết, không đến danh trại nữa. Tăng tốc về nhà. Được anh Hàm, em ngồi cho vững nhé. Anh Hàm, đây là chuyện nhỏ anh nói sao? Sao cổng có nhiều người thế? Lúc này, Lữ Bất Phàm và những người khác đang ẩn nấp quan sát, mắt sáng lên. Ồ, oh, Trần Hàm về rồi, màn kịch hay sắp diễn ra rồi. Vẫn là anh giỏi, lão Lữ, chưa đổ vạ sang phía đông này đẹp quá. Đâu chỉ đổ vạ sang phía đông, Tôi còn muốn mượn dao giết người. Giờ hơn 500 người đang vây Trần Hàm. Ở ngoài cửa, mỗi người đá một cái cũng đá chết hắn. Nếu Trần Hàm chết, chúng ta sẽ ra tay cướp hết vật tư của hắn. Nghe câu này, mọi người đều nói, hít một hơi lạnh, thì ra đây mới là kế hoạch cuối cùng, trực tiếp hại chết Trần Hàm ở đây xe địa hình lửa bất phàm chắc chắn ở trên xe anh em giết hắn vài người vây quanh xe vũ khí trên tay đều giơ lên xe này dù sao cũng đáng giá một tỷ vàng đầu dây bị phá hủy vậy anh hàm họ tưởng anh là lữ bất phàm chúng ta có nên giải thích không nhưng tôi không có ý định xuống xe đã lữ bất phàm trời vậy thì cứ theo kế hoạch kéo thêm một chút giá trị thù hận cho hắn tiểu tuyết đâm thẳng qua đi đâm qua sao đây đều là mạng người mà tôi lại không nghĩ vậy toàn là những kẻ liều mạng họ đến đây là để cướp vật tư đều là kẻ xấu không cần nương tay khoảnh khắc tiếp theo một chân đạp mạnh đại tiểu thư đến rồi lữ bất phàm mày không được chất tốt lữ bất phàm mày là đồ xúc sinh chạy mau những người còn lại đều điên cuồng bỏ chạy cái gọi là quân đội trừng phạt chẳng đáng một đồng đợi đám đông chạy hết ánh mắt tôi nhìn về phía tối bên cạnh còn không ra sao vừa nói xong hai người đang ẩn nấp du lên bần bật họ dám chắc đây tuyệt đối không phải lữ bất phàm đây là một đại gia khác đầu chọc thắng cũng đoán ra ngọn ngành sự việc pháo đài trước mặt là của vị đại gia này còn lữ bất phàm đã vu oan cho anh ta dẫn quân đội trừng phạt đến đây định mượn dao giết người vừa rồi anh đang quay phim mà đại ca tha cho tôi tôi không dám nữa không sao đăng video anh quay lên diễn đàn game đi tiêu đề viết thế này lữ bất phàm tàn sát quân đội trừng phạt không thương tiếc mọi người đều có thể giết hắn sau khi tải video lên nói với những người trốn thoát tối nay đại bản danh của lữ bất phàm ở cách đây một km nghe thấy vậy hai người như rơi xuống hố băng nhìn về phía trần hàm với vẻ mặt kinh hoàng nếu anh ta làm vậy chẳng phải đẩy lữ bất phàm vào chỗ chất sao nghe lời trần hàm nói lữ bất phàm và những người đang ẩn nấp sắc mặt lập tức trở nên khó coi điều này chắc chắn đẩy họ lên đầu sóng ngọn gió ngoài dư luận hành động này chắc chắn sẽ thu hút thêm kẻ thù mặt lữ bất phàm tối sầm như nước anh ta không ngờ rằng chân hàm lại làm trò này xét tôi dẫn người ra ngoài xử hắn ngay anh bình tĩnh lại cho tôi anh xông ra ngoài bây giờ ngoài việc đắc tội với hắn chẳng làm được gì cả thằng nhóc này đã đoán được mục đích của chúng ta rồi gây sự nữa là lật tẩy hoàn toàn trở mặt không thể kéo dài nữa phải lấy được trang bị trong tay hắn bằng mọi giá đi về nghĩ cách đã lúc này một video gây chấn động thế giới video vừa ra lập tức gây chấn động toàn cầu dư luận một chiều danh tiếng lữ bất phàm hoàn toàn bị thế giới biết đến không chỉ vậy vô số người đổ xô đến trang trại một thế lực đáng sợ sắp hình thành ngay lúc này lữ bất phàm lại gọi điện thoại game tận thế giáng lâm thực tại khi lữ bất phàm tìm cách loại bỏ tôi tôi lại dùng kế hoạch của hắn kéo giá trị thù hận của hạo hoa quân với hắn lên tối đa mấy người tức giận chỉ có thể bàn đổi sách lúc này lữ bất phàm lại gọi điện trần hàm em nghe nói quân đội tiếu phạt chạy đến chỗ em rồi tại anh không tốt không ngăn được bọn họ nghe nữ bất phàm giả vờ quan tâm tôi xít cười chót thôi đừng giả vờ nữa tối qua là anh gây ra phải không nghe vậy Lữ bất phàm sững người không giả vờ nữa trần hàm em biết bên ngoài khu dân cư có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta chằm chằm không nếu anh tiết lộ danh tính của em dẫn quân đội tiêu phạt tấn công pháo đài của em em nghĩ em chịu nổi không anh muốn thế nào anh muốn tất cả trang bị tân thủ trên người em anh sẽ chuyển một lần nữa sau này chúng ta đường ai nấy đi lần này quân tiêu phạt đến anh sẽ một mình chống đỡ tôi giả vờ suy nghĩ một lúc theo tôi biết anh chỉ có 60 tỷ vàng mà tôi còn một triệu món trang bị tinh lực của anh xa xa không đủ đâu không đủ cũng phải đủ hắn nghĩ mình đã nắm chắc trần hàm Giữa tính mạng và tiền bạc hắn chắc chắn sẽ chọn tính mạng cuối cùng tôi lại đau lòng vét sạch gia sản của lữ bất phàm bán cho hắn một triệu món trang bị trần hàm chỉ là đồ bỏ đầu với tôi còn kém xa lắm thế này tốt rồi những trang bị này ít nhất có 200 tỷ lợi nhuận lữ bất phàm và mọi người cười phá lên vô tư lự không biết rằng ngày mai tận thế bước vào giai đoạn hai người chơi bắt đầu thức tỉnh nghề nghiệp và trang bị tân thủ sẽ trở thành sắt vụn tuy nhiên khi hắn chuẩn bị đăng bán trang bị cả người đều ngây người sàn giao dịch đang bán một loạt trang bị lớn tất cả đều chỉ có giá một vàng trời ơi tôi không nhìn nhầm chứ thật sự chỉ có một vàng thôi sao cảm động quá đại ca vc là anh hùng của nhân loại không thể giành được hoàn toàn không thể giành trước mắt một cái đã hết trước đây tôi cũng luôn không giành được nên tôi đã đổi một máy tính mới dành trang bị nhanh hơn nhiều chính là chiếc lenovo c đó tôi đã bán trên xuân si được hơn một nghìn chín trăm như điện thoại máy tính bảng đồng hồ cũ của tôi đều được kỹ sư xuân si đến tận nhà định giá miễn phí giá cả hài lòng thanh toán tại chỗ rất đáng tin cậy tóm lại nghe tôi đi thu mua đồ cũ chọn ứng dụng son oan là đúng rồi thì ra là vậy thấy vậy lữ bất phàm như bị xét đánh mẹ kiếp thằng nhóc trần hàm lừa ta không phải nói chỉ có một triệu món trang bị sao sao hắn còn có bắt đầu chúng ta mắc kế rồi bạo phú đây là bạo phú thằng nhóc đó dám chơi chúng ta chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta phản công sao bây giờ làm sao đây trang bị của chúng ta không bán được quan trọng là những trang bị này là vốn liền cuối cùng của chúng ta đó tiền chúng ta kiếm được đều vào túi trần hàm hết nhớ lại quá trình giao dịch giữa hai bên hắn cảm thấy hoàn toàn rơi vào bẫy của trần hàm đừng vội thằng nhóc đó tặng trang bị chắc là để tự bảo vệ mình hắn làm vậy chỉ để đứng ở đỉnh cao đạo đức dù hắn lộ danh tính quân tiểu phạt cũng không dám công khai làm gì hắn phải nói là nước cờ hay mọi người đừng lo trang bị trong tay hắn chắc không còn nhiều chỉ cần hắn tặng hết chúng ta vẫn có thể bán trang bị giá cao phân tích của lữ bất phàm khiến mọi người yên tâm phần nào đúng vậy dù 80% bị nhiễm biến thành zombie, nhưng trang bị vẫn luôn khan hiếm đợi trần hàm tặng hết trang bị những thứ trong tay chúng ta vẫn có giá trị lớn trần hàm mà trần hàm ngươi tưởng làm vậy là thoát thân được sao ta còn nhiều cách để xử ngươi và ngay lúc này lữ phi hàng vội vã chạy đến không xong quân tiễu phạt lại đến rồi lần này có tới ba nghìn người nhắm vào chúng ta cái gì ba nghìn người lúc này trần hàm và mọi người đứng trên đỉnh pháo đài nhìn đoàn quân tiễu phạt đông đúc đi qua người dẫn đầu không ai khác chính là quang đầu thánh hắn theo lệnh của trần hàm tiết lộ cho quân tiễu phạt nơi ở thực sự của lữ bất phàm nhanh lên anh em pháo đài của lữ bất phàm ở phía trước không đầy một km nhìn ba nghìn quân đi xa tiểu tuyết và mọi người hít một hơi sâu anh hàm anh thật giỏi lợi dụng lữ bất phàm bán trang bị giá cao chuyển hết sự chú ý lên đầu lữ bất phàm Thực tế tất cả vàng cuối cùng đều về tay anh. Mà anh không những không bị xã hội lên án. Ngược lại còn đứng ở đỉnh cao đạo đức. Trở thành người nhân nghĩa trong mắt mọi người. Anh Hàm, anh mới là thương nhân xào quyệt thực sự. Tiền bạc không quan trọng. Tôi chỉ đơn thuần muốn chơi lữ bất phàm. Đánh bại hắn trong lĩnh vực kinh doanh mà hắn tự hào nhất. Đây không phải chuyện thú vị nhất sao? Nghe vậy mọi người đều cảm thấy thương hại cho lữ bất phàm. Từ đầu đến cuối đều bị trần hàm sai như trong chóng. Không những không kiếm được đồng nào, còn bị thiên hạ thèm muốn tài sản. Lữ bất phàm, giao ra của cải phi nghĩa, có thể tha cho người một mạng tiếp theo ba nghìn người đồng thanh hô to nghe tiếng hô này lữ bất phàm xịt nữa thổ huyết tôi đâu có tiền tiền đều đã vào tay trần hàm rồi bây giờ làm sao đây còn làm sao nữa đã dám đến tận cửa bắt nạt dám chọc tới lữ bất phàm ta vậy thì cho các ngươi nếm mùi lữ bất phàm rút ra cây nỏ tím duy nhất nhắm vào đám đông phía dưới bắn liên tục bảy tám người phía dưới ngã xuống lữ bất phàm đã ra tay rồi nhanh lên đập nó mọi người đừng hoảng hắn chỉ có một cây nỏ nói xong anh ta lấy ra hai cái khiên tím đưa cho đao ca và mạnh đầu thấy trang bị tím hai người trợn tròn mắt anh em an toàn là quan trọng nhất sau đó lại lấy ra hai cái búa tím cái búa này sát thương cao đấy anh em đợi hạ được lữ bất phàm anh chia thêm một phần mà trang bị tím này đương nhiên là do trần hàm đưa chính là để đối phó với nỏ của lữ bất phàm tiếp theo hai người dơ cao khiên tím xông lên phía trước đập loạn xạ vào pháo đai lữ bất phàm liên tục bóc cò vốn cây nỏ của hắn là vô địch nhưng giờ có khiên tím tình hình lập tức thay đổi nỏ tuy có đạn vô hạn nhưng có giới hạn độ bền anh dùng kiểu này cây nỏ sắp hỏng rồi anh nghĩ cách làm cho bọn chúng phải trả giá lữ phi hàng cao mày anh ta có thể làm gì chứ bên ngoài hàng ngàn người còn họ chỉ có hơn 100 người xông ra ngoài chắc chắn sẽ bị đánh chết nhưng kéo dài cũng không phải cách pháo đài sớm muộn cũng bị phá lữ phi hàng suy nghĩ một lúc hay là chúng ta đâu hàng đi đưa cho họ ít trang bị để đuổi đi nói vậy chẳng phải là nhận thua sao nhưng ngoài cách này ra thật sự không còn cách nào khác hai người nhìn lữ bất phàm với vẻ mặt u ám bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi lữ bất phàm gật đầu dừng tay đi chúng tôi đầu hàng chúng ta có nhiều anh em như vậy bây giờ nói muốn đầu hàng chẳng qua là vì sợ chết muốn đánh tới cùng à các anh nghĩ thật sự có thể phá được pháo đài của chúng tôi sao? Anh xem cái bố trong tay anh cũng sắp hỏng rồi đấy. Làm sao phá cửa được? Bị chỉ ra điểm yếu, Đao Ca và Mạnh Đầu lập tức biến sắc. Thế này đi, tôi cho các anh 10.000 bộ trang bị tân thủ, mỗi người một bộ. Vừa nói xong, không ít người đã động lòng, phần lớn bọn họ đều không có trang bị tân thủ, hoàn toàn không làm gì được Sambi, đừng nói chi lên cấp, nhưng nếu mỗi người được một bộ trang bị thì họ sẽ có khả năng sống sót. Đậu xanh, các anh đã động lòng rồi à? Lữ Bất Phàm có tài sản hàng trăm tỷ, 10.000 bộ trang bị mà muốn đuổi chúng ta đi, coi chúng ta là ăn mày à? Chúng ta muốn tiền, muốn thức ăn nghe thấy vậy, mọi người tỉnh ngộ đúng vậy mười nghìn bộ trang bị so với tài sản hàng trăm tỷ thật sự chỉ là bố thí mọi người lập tức không chịu nữa tiền của chúng tôi đã dùng để mua trang bị ngoài trang bị ra chúng tôi không còn gì cả thức ăn thì càng không cần nói chúng tôi còn không đủ ăn lừa quỷ à đã không có thành ý vậy thì tiếp tục đánh anh em đập cho tôi đánh cái đầu anh ấy Học kim dày thế này chúng ta phải phá đến bao giờ có thể đầu hàng tất nhiên là chuyện tốt lúc này lữ phi hàng nhìn thấu tâm tư mọi người một trăm nghìn món tôi cho các anh một trăm nghìn món trang bị lập tức cút đi cho tôi nghe thấy một trăm nghìn món quân tiểu phạt từng người phấn khích vô cùng được đồng ý con đầu thánh nhân cũng bồi rối, phải làm sao đây? Trần Hàm bảo giết lữ bất phàm, nhưng giờ họ muốn hòa giải, làm sao báo cáo với đại ca VC đây? Anh ta lập tức thông báo cho Trần Hàm, nói ra tình hình hiện tại, dễ thôi, tôi bảo người mở cửa là được, mở, mở cửa. Tuy nhiên ngay lập tức, tầm lá chắn hợp kim to lớn kia thực sự mở ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều bối rối. Đậu xanh, đại ca VC, anh là thần à? Bảo mở cửa là mở luôn. Sếp ơi, đại ca VC có gì đó kỳ lạ, giờ làm sao đây? Còn đánh nữa không? Ngay lúc đó, từ trong đám đông bước ra hai người. Để nạp tiền game đã lấy hết tiền tiết kiệm của bố mẹ, bạn gái không những không phản đối, còn lấy hết tiền tiết kiệm cho tôi nạp. Chỉ vì game xuất hiện trong thực tế, mọi thứ tồn tại trong game đều sẽ phản ảnh trong thực tế, mà tôi đã nạp trăm tỷ vào game chính thức. Tích chữ hơn triệu món trang bị tân thủ, dựa vào những trang bị này, tôi kiếm được bộn tiền trong tận thế. Điều này khiến kẻ thù của tôi, lữ bất phàm và đồng bọn vô cùng ghen tị, lúc nào cũng muốn cướp trang bị của tôi. Vì vậy tôi đã dùng kế để hắn vét sạch gia sản, mua hết tất cả trang bị của tôi, vì tận thế sắp bước vào giai đoạn 2, những trang bị tân thủ này như sắt vụn, hoàn toàn không bán được. Khi lữ bất phàm biết sự thật, muốn lợi dụng quân tiểu phạt để trừ khử tôi, tôi lại tiết lộ kế hoạch của lữ bất phàm cho quân tiểu phạt. Khi biết bị lừa, quân tiểu phạt tấn công thẳng vào nơi ở của lữ bất phàm. Khi hai bên đang giằng co, tôi lại bảo người trực tiếp mở cửa. Mọi người đều ngơ ngác. Mà hai người mở cửa này chính là đàn em tôi bí mật mua chuộc. Chưa kịp phản ứng, một chiếc xe bọc thép lao ra. Trong tình thế nguy hiểm, lữ bất phàm và đồng bọn chọn bỏ pháo đài để chạy trốn. Đại ca VC, lữ bất phàm chạy mất rồi, phải làm sao? Tôi không quan tâm. Lữ bất phàm mất hết giống như chó nhà có tang công cụ kiếm tiền này đã vô dụng không sao cứ thế đi lữ bất phàm cũng không dám quay lại nữa tôi tắt cuộc gọi cười nhìn mọi người được rồi giai đoạn một cũng gần xong kiếm được 120 tỷ giờ thì thư giãn một ngày đón cho ngày tận thế ngày kia giai đoạn 2, lúc này tôi nhận được một tin nhắn nhìn nội dung tin nhắn trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của gã đó hắn là thiên sư cuối cùng của trung quốc từ nhỏ đã theo cha học thiên phú cực cao mới 12 tuổi đã được đưa lên ngôi vị thiên sư một nhân vật như vậy tôi đương nhiên phải thu nạp sau đó tôi liền dẫn linh tuyết đến sân bay Điều kỳ lạ là sân bay này rõ ràng đã thất thủ nhưng số lượng zombie không nhiều. Anh Hàm, em thấy nơi này hơi yên tĩnh. Tôi rút thanh đao đường ra, cảnh giác đi vào xem xét. Tuy nhiên ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người sững sờ. Sân bay rộng lớn đứng không ít zombie. Tất cả đều đứng yên lặng tại chỗ, thân thể hơi dãy ruộng. Chúng dường như bị cố định bởi thứ gì đó, hai chân bị dính chặt xuống đất. Anh Hàm, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ đây là do người có nghề nghiệp làm sao? Nhưng sao giai đoạn một đã có người thức tỉnh nghề nghiệp được? Ngay lúc đó, Vài người đàn ông mặc vest từ từ bước ra sân bay Giang Hải giờ là địa bàn của chúng tôi người không nên quá nhanh chóng rời đi đột nhiên cùng với tiếng giày cao gót một phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước ra anh chính là bạo đồ vest sao các người là ai tôi là thư ký riêng của trương đạo thiên tôi muốn nói với anh thằng nhóc đó nhất định muốn tìm anh tôi ngăn không được đã thận thế rồi vậy anh theo chúng tôi đi sau này ngoan ngoãn nghe lời lo cho anh ăn ngon mặc đẹp tôi kéo linh tuyết quay người định đi Điều này khiến Khúc Lệ hơi bất ngờ, nhưng cô ta không ngăn cản, loại người này sao xứng đáng để cậu chủ theo. Đại ca đừng đi mà. Đại ca em ở đây. Lúc này một đứa trẻ cao khoảng một đêm năm, chạy ra từ nhà vệ sinh. Đại ca VC là em đây. Trương Đạo Thiên, nghe thấy vậy, tôi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kiếp trước. Trương Đạo Thiên, tôi thấy cậu còn chưa đủ lông đủ cánh. Đại ca, không ngờ anh thật sự đến cứu em. Em cảm động quá. Thấy bộ dạng của Trương Đạo Thiên, Khúc Lệ và đám vệ sĩ đều ngây người tôi bật cười cậu là thiên sư mà trong mắt người khác là tồn tại cao quý sao lại làm chuyện mất hình tượng thế này từ nay anh ấy là đại ca của chúng ta mọi người gọi là đại ca đi tiểu thiên đừng làm loạn cô ta không chỉ là thư ký của trương đạo thiên mà còn là gì của cậu ta từ khi chị gái và anh rể mất cô ta đảm nhận trách nhiệm chăm sóc trương đạo thiên là thiên sư đường đại sao lại trẻ con như vậy lại còn nhận người khác làm đại ca còn ra thể thống gì nữa nếu cháu không muốn thì về núi long hổ đi đừng có la lối ở đây việc nhận trần hàm làm đại ca trên đời này tuyệt đối không có chỗ thương lượng vì đây là chỉ thị trước khi cha cậu ta qua đời ông gia quỷ quái đó nói tương lai thế giới sẽ có biến động lớn bảo cậu ta theo một người mà cậu ta ngưỡng mộ nhất mà hành động gây chấn động của tôi trước đây khiến cậu ta không phục nằm vóc sát đất đặc biệt là sau khi tính mệnh cách của tôi càng thêm ngưỡng mộ những chuyện này đều do cậu làm sao đúng vậy thông thiên lộ đại ca muốn học không tôi cũng học được sao xong rồi cậu chủ bị mê hoặc rồi ngay cả thông thiên lộ cũng muốn truyền dạy người ngoài đều bị tôi dạy dỗ thằng nhóc này tôi sẽ tất cả dừng tay lại anh ta là bạo đồ vc đấy thấy mọi người xông lên khóe miệng tôi hơi nhếch lên tôi thích nhất là lấy đức phục người ngay lập tức tôi tung một cú đấm lập tức đánh bay người đàn ông đi hơn chục mét tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người chưa đầy 30 giây tất cả vệ sĩ mặc vc si đều nằm trên đất tiểu thiên chúng ta đi thôi không được cậu ấy không thể đi với anh trương đạo thiên nhìn hai người rồi lại nhìn mấy người anh em kia lập tức có chút khó xử đại ca có thể dẫn họ theo không di út là người thân duy nhất của em mấy người họ cũng theo em nhiều năm rồi đều là đạo sĩ có khả năng chiến đấu không tầm thường quan trọng nhất là nghề nghiệp của di út là thánh kỵ sĩ cấp a Nghe vậy tôi động tâm. Thánh kỵ sĩ vừa có thể tấn công vừa có thể hồi máu. Đây là nghề nghiệp hỗ trợ chiến đấu có trong game. Tuyệt đối là món hời. Nhưng trong tận thế bên cạnh, mỗi người đều phải đáng tin cậy. Tiểu Thiên thì còn được, kiếp trước cũng coi như bạn bè, nhưng ông này và mấy vệ sĩ thì thực sự chưa gặp bao giờ. Đại ca, em có thể đảm bảo họ sẽ không phản bội chúng ta đâu. Chúng tôi đều nghe lời cậu chủ. Họ cũng khá phục tôi, không chỉ đánh phục họ, mà họ đều là game thủ kỳ cựu của Bình Minh tận thế. Tất nhiên biết ai đi bạo đồ VC này lợi hại thế nào, đi theo người như vậy trong tận thế chắc chắn sống rất tốt. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các người. Sau đó cả nhóm rời khỏi sân bay. Ôi, xe mãnh sư Việt dã. Cái này phải hơn 100 triệu đấy, đại ca anh giàu thật. Xe này có vẻ không đủ chỗ, em đi tìm xe khác. Không cần đâu, xe thế giới thực không chống va đập được. Tiếp đó tôi mở luôn cửa hàng hệ thống, mua thêm một chiếc xe bọc thép, sau đó một chiếc xe to đùng xuất hiện trước mắt. Mọi người đều kinh ngạc. Lại một chiếc xe bọc thép hơn 100 triệu vàng, muốn mua là mua, thật là phóng khoáng quá. Tìm người lái xe đi, tôi kéo Lăng Tuyết ngồi vào hàng ghế sau trước. Đại ca, chúng ta đi đâu? Đây là một việc rất quan trọng.